Kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp Bạn hỏi thầy thuốc trả lời đang được phát sóng trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thời tiết thay đổi sáng nắng chiều mưa như những ngày gần đây gây ảnh hưởng không nhỏ đến người bị viêm khớp, thoái hóa khớp. Và nếu như các triệu chứng đau lưng mỏi gối, tê bì chân tay, đau nhức xương khớp này cứ tái diễn trong một thời gian dài mà không điều trị kịp thời thì người bệnh phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm và đáng tiếc nữa. Có những trường hợp gọi về tổng đài của chương trình và chia sẻ rằng là bệnh nhân phải phẫu thuật thay khớp tốn kém lên đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đồng mà cũng chỉ giúp đi lại được trong vòng từ 10 đến 15 năm. Sau đó là thay khớp nhân tạo cần được thay mới với chi phí tăng lên gấp đôi, thưa quý vị. Trường hợp nặng hơn thì người bệnh có thể gặp nguy cơ liệt chi và tàn phế vĩnh viễn nữa. Và để cảnh báo biến chứng nguy hiểm do viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp lâu năm, quý vị khán giả mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu cũng như để hiểu đúng và chính xác về bệnh lý viêm khớp, thoái hóa khớp, đặc biệt là mức độ nghiêm trọng của biến chứng mà người bệnh phải đối mặt, cũng như để tư vấn và giải đáp điều trị bệnh an toàn hiệu quả trong chương trình Bạn hỏi thầy thuốc trả lời ngày hôm nay. Phương Hiếu sẽ được mời quý vị cùng gặp gỡ với một gương mặt quen thuộc, trân trọng chào đón vị chuyên gia của chúng ta. Được giới thiệu, bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bá Tước đến từ Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Phương Hiếu, xin chào quý vị khán giả. Dạ lâu ngày không gặp, bác sĩ Tước có gì mới không ạ? Nhiều cái mới lắm. Dạ. Nhất là về cái tình trạng bệnh tật hiện giờ. Dạ. Thời tiết bây giờ thay đổi thì một số bệnh nhân bị đau nhức khớp, một số bệnh nhân về bệnh lý về hô hấp thường hay phải tới khám và đánh giá tình trạng bệnh rất là nặng. Dạ. Nên tôi nghĩ rằng những cái thời tiết này quý vị nên cẩn thận hơn với về những cái bệnh lý, nhất những người bệnh lý về cơ xương khớp cũng như bệnh lý về có những bệnh lý về đường hô hấp thì cũng vậy, chúng ta nên cẩn thận hơn, giữ ấm hơn và chúng ta nên có thường xuyên có nếu khó chịu thì nên đi thăm khám để chúng ta có những cái kế hoạch điều trị cho tốt nhất để tránh những cái tình trạng xấu xảy ra cho chúng ta. Dạ đúng vậy, rõ ràng thời tiết thay đổi thì bệnh tật nó cũng dễ đến hơn, phải không ạ? Và quan trọng là chúng ta nếu mà không biết phòng bệnh thì việc trị bệnh tốn kém rất là nhiều. Cũng giống như chương trình vậy, chương trình sau một tuần thưa quý vị thì cũng có rất nhiều quý vị khán giả đã gọi điện về cho chương trình để than phiền về những căn bệnh của mình. Và ngay lúc này đây, quý vị nhớ là tổng đài để gọi điện kết nối với bác sĩ trực tiếp của chương trình 1900 636802 của chúng tôi đã mở rồi. Và ngay trong thời gian 75 phút phát sóng trực tiếp của chương trình Bạn hỏi thầy thuốc trả lời, quý vị có thể gọi tới số điện thoại 1900 636802 để được bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bá Tước đến từ Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tư vấn trực tiếp và giải đáp những thắc mắc về các chứng đau nhức xương khớp nè, đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay và các bệnh lý viêm khớp, thoái hóa khớp lâu năm quý vị nha. Do thời lượng của chương trình có hạn thôi nên chúng tôi sẽ luôn ưu tiên để kết nối quý vị khán giả nào gọi điện về tổng đài sớm nhất. Và Phương Hiếu sẽ được nhắc lại số điện thoại tổng đài 1900 636802 thưa quý vị. Và thưa quý vị, chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng viên xương khớp Bách Niên Kiện, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Forbit. Viên xương khớp Bách Niên Kiện là sản phẩm tiên phong kết hợp bộ đôi chiết xuất cây móng quỷ và vỏ liễu trắng từ châu Âu đã được chứng minh là hiệu quả trên bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội, giúp đến 93,3% người dùng giảm đau khớp, viêm khớp, thoái hóa khớp, giảm đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay. Bên cạnh đó còn tăng khả năng vận động ở người bị viêm khớp, thoái hóa cột sống, sưng đau nhức xương khớp, hạn chế tối đa tình trạng cứng khớp buổi sáng nè. Giúp cho người bệnh vận động thoải mái hơn cũng như là dễ dàng hơn. Và sản phẩm Bách Niên Kiện hiện có mặt tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Bệnh nhân có thể gọi đến tổng đài 1800 6802 để được tư vấn thêm về sản phẩm của vị nha. Và Phương Hiếu cũng xin được thông báo đến quý vị khán giả về chương trình ưu đãi hấp dẫn với giá trị quà tặng lên đến 500.000 đồng dành cho 100 khách hàng đầu tiên gọi điện đến số tổng đài miễn cước 1800 6802 ngày hôm nay để trực tiếp đặt mua sản phẩm viên xương khớp Bách Niên Kiện. Theo đó, khi mua 3 hũ Bách Niên Kiện 80 viên mỗi hũ thì quý vị sẽ được tặng thêm ngay là 5 hộp Bách Niên Kiện 10 viên mỗi hộp. Tổng giá trị quà tặng ngày hôm nay lên đến 500.000 đồng lận thưa quý vị. Cho nên quý vị hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800 6802. Xin nhắc lại 1800 6802 để được tận hưởng ưu đãi cũng như không bỏ qua những ưu đãi hấp dẫn ngày hôm nay của Bách Niên Kiện quý vị nha. Thưa quý vị và các bạn, và hiện tại thì quý vị đừng quên là tổng đài tư vấn trực tiếp 1900 636802 của chương trình đã mở. Quý vị khán giả đang gặp phải vấn đề về đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay hay là sưng đau nhức xương khớp, phát ra tiếng kêu lục cục đó, thì quý vị hãy nhanh tay gọi điện lên tổng đài để được chuyên gia là bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bá Tước tư vấn cặn kẽ hơn trong chương trình ngày hôm nay, cũng như đưa ra giải pháp điều trị cho quý vị. Và quý vị nhớ là thời lượng chương trình chỉ được diễn ra trong vòng là 1 tiếng 15 phút thôi, cho nên chúng tôi sẽ luôn ưu tiên kết nối với những khán giả gọi về sớm nhất và nhanh nhất để được tư vấn và gặp bác sĩ. Và ngay bây giờ, hãy cùng chương trình kết nối và gặp gỡ khán giả đầu tiên. Mời bộ phận trường quay kết nối với chú Nguyễn Văn Hừng, 72 tuổi, ở xã Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai nha. Tên tôi là Nguyễn Văn Hừng, sinh năm 1952. Xưa là khoảng 2 năm là tôi làm công nhân xây dựng. Sau đó thì đi học và làm kỹ sư xây dựng suốt đến hết cuộc đời, lúc về hưu. Nói chung là tôi nghĩ không làm việc gì nặng nhiều lắm, cầm sổ sách là chính thôi. Nghề nghiệp của tôi thì cũng lưu lạc nhiều nơi,
Bắc, Trung, Nam có hết cả. Nhưng hơi buồn là bắt đầu sau khi nghỉ hưu không hiểu tại sao bắt đầu tuổi già đến thì bệnh nó sinh ra. Chứ còn trước đây là tôi leo trèo giàn giáo rồi đi công trường nay đây mai đó lại không bệnh. Bệnh nó đau lưng, sút lưng rồi giãn dây chằng thì ngay tuổi trẻ nó đã có những đôi ba lần rồi. Nhưng mà những lần đó thì thi thoảng tiêm vài viên thuốc thì nó lại đỡ. Rồi đến năm 2014 là tôi bị một lần sút lưng nặng nhất. Tức là ui, nó đau, cái cột sống đau lưng không thể cọ quậy được tí nào. Và cuối cùng là gia đình phải khiêng lên xe rồi đi bệnh viện Thống Nhất ở Đồng Nai. Điều trị ở đó 20 ngày thì nó cũng đỡ, đi lại gượng gạo được. Rồi cũng uống thuốc Bắc 120 thang thì thấy nó cũng đỡ. Nhưng mà đến năm 2019 vừa rồi, nó đau lưng quá trời luôn, đau có thể là không đi thẳng được, phải đi nghiêng một bên luôn á. Cũng đau không chịu nổi, bắt đầu phải đi. Đi học cổ truyền Sài Gòn, đi đấy thì người ta chụp phim thì người ta nói là rách địa đệ. Thế là phải mổ cấp tốc lúc bây giờ, đi lại nó êm êm nhưng mà vẫn đau. Tháng 6, tháng 7 năm vừa rồi này, năm 2022 này, là nó đau lên. Và đặc biệt nó đau hơn nữa là cái chân, hai đầu gối với lại cái khớp bả vai chỗ này, với lại cái khớp mắt cá, nó đau dữ, mà đặc biệt hai khớp đầu gối đau, mà thậm chí có những lúc là tôi cầu thang tôi phải bỏ chứ không đứng thẳng mới đi được. Nó cũng đau xuống hai bả mông, rồi nó đau xuống má ngoài của chân trái, xuống gót chân trái thì đi khám thì bác sĩ nói là thoát vị đĩa đệm, xong rồi nó gây đau thần kinh tọa. À, còn cái bả vai đây thì nê ẩm thôi chứ nó không cắn nhói lắm. Thì đi khám thì bác sĩ nói là bị thoát vị đốt sống cổ, cho nên nó gây đến sáng dậy không thể cựa được lưng. Có bệnh trong người á chẳng ai vui được, mà một người trong nhà có bệnh thì cả nhà buồn, chứ chẳng nói riêng cái người có bệnh cả. Cho nên khổ tâm nhất là có bệnh. Một đêm tôi chỉ ngủ được khoảng tiếng rưỡi thôi, còn ngày buổi trưa yên tĩnh lắm, hợp giờ lắm, đúng giờ lắm, ngủ được khoảng 15-20 phút. Âm u dương gió gì đấy thì có khi nó cắn nhất lên tăng khoảng 5-7 phần. Nó cắn nhói, nhất là cái khớp gối với khớp mắt cá. Nếu mà không may mà đến cái tuổi già bệnh nó càng lớn, mà già tuổi già sức yếu càng yếu và bệnh nó càng tăng, mà đến lúc phải nằm một chỗ thì chết mất không biết ra sao. Có lẽ quý vị khán giả cũng đã nghe kỹ những tâm sự của chú Hưng ở Đồng Nai, và như bác sĩ Tước thấy đó, chú Hưng mình phải công nhận rằng có một tuổi trẻ oanh liệt. Nhưng mà tung hành Nam Bắc rồi leo giàn giáo ào ào, cứ ngỡ rằng với cái sức trẻ mà hoạt động và lao động miệt mài như vậy thì về già mình phải khỏe mạnh lắm. Tại vì thường người ta cứ nghĩ rằng là khi mà mình lao động á, thì giống như mình tập thể dục. Không phải, phải không ạ? Cho nên việc mà bị hành hạ về những cơn đau toàn thân của chú Hưng, Hiếu gạch những từ khóa như là bò không đi được, rồi phải khiêng lên xe, hay là không đi thẳng được. Thậm chí là như chú tâm sự, nỗi buồn của chú đúng. Một người ở trong nhà mà không vui thì cả nhà không vui. Đó là điều lo lắng nhất của chú Hưng. Và chắc chắn là cũng như quý vị khán giả gặp phải tình trạng về đau nhức xương khớp này, mà chúng ta không biết được cách để điều trị đúng và hiệu quả, cũng như là kiên trì trong quá trình điều trị. Và thì sẵn đây, không biết là bác sĩ Thước có thể tư vấn cho chú Hưng, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang gặp phải tình trạng tương tự như vậy, có những cái cảnh báo nào để chúng ta ngăn ngừa những biến chứng của các cơn đau mỏi xương khớp gây ra hay không, thưa bác sĩ? Dạ vâng. Thưa quý vị, như vậy chúng ta cũng thấy rằng cái tình trạng đau của khớp nó là một cái cơ thể vận động, thành thử nó sẽ liên quan tới chúng ta cả cuộc đời. Nghĩa là từ lúc mới sinh ra chúng ta phải vận động, đi lại bò, mới đầu nhỏ thì đi lại ít, rồi lớn lên đã bắt đầu đi làm và chịu những áp lực của cuộc sống cũng như áp lực của công việc, nó làm lên cho ảnh hưởng lực hệ vận động rất nhiều, là đặc biệt là cơ xương khớp. Nó làm cho tình trạng đau, thì cái đó là cái mà đa số chúng ta thường hay bị. Nhưng mà thường là khi ở trẻ, như chú Hưng đây, tôi thấy rõ ràng là khi ở trẻ thì làm việc thì ráng, nhiều khi nó đau đó, có đó, nhưng mà cứ nghĩ thôi chắc không có gì. Đau bữa rồi hết, bữa sau lại tiếp tục. Thì rồi hoặc là đau quá đi mua, như chú nói, mua luôn chút thuốc gì uống, hoặc là chích cái thuốc gì vô nó bớt rồi thôi hết, xong lại tiếp tục làm. Cái đó chỉ là điều trị gọi là giảm đau thôi, và giảm đau cấp thời thôi, cái đó hoàn toàn không phải là điều trị. Khi chúng ta điều trị, chúng ta phải điều trị được một cái kế hoạch điều trị, là một phải có kế hoạch về chăm sóc, về nghỉ ngơi, về ăn uống, về thuốc men, về những cái tư thế vận động cho đúng. Nếu chúng ta không có kế hoạch từ ban đầu, chúng ta đau như chú Hưng đó, nếu chú để hoài như vậy thì khi lớn tuổi chú sẽ bị những cái ảnh hưởng như chú nói, là có những trường hợp đau không đi được, đau phải đi đâu phải nhờ người phụ, hoặc là đau rất là nhiều, lên cầu thang hay đi bộ thường thôi. Nhiều người tôi biết đi bộ không được luôn, nhưng nó nằm xuống luôn, người ta muốn đi phải có người nhà khiêng đi thôi. Thì cái bệnh khớp ngó thì rất là đơn giản, nhưng để nó gây ra những cái biến chứng mà chúng ta không ngờ tới.
giả sử như chúng đau quá chúng ta nằm xuống, nhiều người thấy những cái bệnh vi khuẩn dạng thấp nằm chỗ đây muốn đi vệ sinh phải có người hai người bưng ra lên giường rồi đẩy lên xe đi qua ra nhà vệ sinh chứ không thể nào tự đi được luôn, và nhiều khi đi tiểu tại chỗ luôn không thể bước ra được tại nó đau, thì nó là một cái khó chịu đầu tiên của người bệnh khớp. Dạ, nó đau rất là nhiều, có thể đau như chú Hưởng bị đó, đau thắt lưng lan xuống chân, đau hai cái gối, đau cổ vai, nghĩa là cái tình trạng đau nếu khi lớn tuổi nó sẽ tăng dần lên. Dạ. Nó làm cho cái tình trạng khớp khi mà đã bị áp lực của bên ngoài của công việc rồi mà tình trạng tuổi này nó cũng làm cho tổn thương của khớp thêm, nghĩa là tích tuổi học ấy, nó làm cho khớp nó mòn, nó hư, dễ hư thêm. Nên khi chúng ta đau chúng ta làm cái khó chịu đầu tiên của khớp. Cái thứ hai là có những cái biến chứng của khớp giống như là bị lệch trục khớp. Rồi biến chứng lệch trục khớp ví dụ như chú đau vậy đó, cái chú đi thường chú lại sẽ có những cái tư thế khuynh hướng mình đau. Khi mình đi mình sẽ tư thế mình sẽ ẻo cái người qua nghiêng người lại để bớt đau, thì nó rất là thấy dễ chịu lắm, nghiêng qua thấy dễ chịu, nhưng thật ra sau đó thì những cái tư thế đó, chính tư thế đó làm cho cái dây chằng, cái khớp nó bị lệch dần dần luôn. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng nó không sao, nhưng mà nó lệch bắt đầu một ít thôi chúng ta thấy bình thường, nhưng mà khi kết hợp với công việc mỗi ngày chúng ta khi đau chúng ta cứ làm ngược tư thế như vậy làm cho cái tình trạng lệch trục, lệch cái ảnh hưởng của dây chằng khớp, làm cho dường như đĩa đệm nó, trong cái đĩa đệm thì nó dễ bị thoát vị hơn, nó làm cho tình trạng đau tăng lên, và đó là những cái mà khi mà điều trị rất là cực, tại vì nó làm cho thay đổi cái cấu trúc của khớp, và khi đó nó làm cho người bệnh nhân đau càng nhiều hơn và để chỉnh lại rất là khó khăn. Đầu kinh ảnh hưởng tới đó thì dĩ nhiên rồi, nó sẽ làm cho ảnh hưởng tới cái cả dây chằng, cả dịch khớp, tất cả những cái đó, cái hệ lụy nó gây tình trạng rất là khó chịu. Và đồng thời một số trường hợp bị nặng quá mà không có điều trị kịp á, nó gây tình trạng teo cơ, nó làm cho bệnh nhân đi lại cũng khó nữa. Nghĩa là teo cơ, đó có những người khi xong rồi chữa một thời gian xong rồi thì nó lại không có phục hồi được hoàn toàn, và bệnh nhân cứ đau và cứ teo cơ, và giống như không phải gọi là liệt cho thần kinh mà gọi là liệt cho khớp á, nghĩa là không có đi lại được. Trục thì biến dạng, cái cơ thì nó teo nhỏ đi, nó ảnh hưởng, nó lâu quá không vận động, rồi cái dịch khớp thì nó bị viêm và nó khô dần, thì cái đó, những cái đó làm cho cái người bị khớp không có thể nào tự vận động được, và thế là gọi là tàn phế do khớp, rất là khó chịu. Đó là những cái mà chúng ta thấy rằng nó mới đầu chúng ta thấy nó đơn giản, nhưng mà thật ra nếu chúng ta không chú ý, chúng ta cứ để tình trạng nó càng lúc càng tăng lên, chúng ta điều trị không đúng, không có kế hoạch điều trị sớm. Thật ra kế hoạch điều trị nói thì nó nghe nó phức tạp, nhưng thật ra nếu chúng ta có những cái kế hoạch sớm cụ thể thì nhiều khi nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ chịu khó chỉnh một chút về tư thế, ăn uống kỹ hơn một chút, hoặc là chúng ta năng vận động hơn, và khi chúng ta làm những cái gì đó là vận động hay bưng đồ vật nặng đúng tư thế thì nó cũng sẽ đỡ hơn. Và dùng thuốc thì nó cũng làm cái cách để nó hỗ trợ thêm cho cái khớp nó bớt hư, bớt khô. Thì cái điều đó tôi nghĩ rằng đó là chúng ta nên chú ý hơn. Tại vì nếu chúng ta không làm thì mai mốt chính chúng ta là người lãnh hậu quả. Và khi chúng ta lãnh hậu quả vì đau như vậy thì người nhà chúng ta cũng chẳng vui vẻ gì. Nó sẽ ảnh hưởng tới cả gia đình, con cái nó cũng không làm việc được. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đó chúng ta nên chú ý. Và chúng ta hỗ trợ người thầy thuốc bằng cách là chúng ta đi khám sớm, chúng ta những có kế hoạch điều trị tốt để nó giúp cho cái bệnh lý chúng ta ngăn ngừa được, đồng thời chúng ta lại có cuộc sống vui vẻ hơn. Thật ra thực tế như thế này là bác sĩ Tước, có một số bộ phận khán giả của chúng ta cứ sợ gặp bác sĩ, sợ vô bệnh viện, không hiểu tại sao mà sợ. Thì thật Hiếu ra có sợ không em? Thật ra Hiếu không sợ nha. Gặp cái việc mà mình đi khám sớm, mình phát hiện bệnh sớm nó rất là tiết kiệm. Tại vì hồi trước thật sự là tâm lý của Phương Hiếu cũng vậy, rất là sợ vô bệnh viện, tại vì sợ lòi ra bệnh xem, thì sợ lúc đầu là gia đình của mình lo lắng nè, người thân của mình lo lắng, rồi quan trọng là thật sự mà nói là có những bộ phận khán giả người ta không có đủ cái chi phí để có thể mà đi vào bệnh viện ra vào thường xuyên như vậy. Nhưng mà hiện nay thì bảo hiểm y tế phủ đầy hết rồi. Đúng. Cho nên cái việc mà đi khám rất là tiện và cái chi phí nó không có bao nhiêu hết quý vị. Quan trọng là mình có một cái kế hoạch điều trị như bác sĩ Thước nói là đúng, mình phải điều trị kiên trì và đúng, càng sớm càng tốt. Cho nên cái câu mà ông bà ta hay dùng hồi xưa là phòng bệnh hơn trị bệnh là đúng, phải phòng bệnh. Và thì gần đây khi mà những người bị đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm hay là thoái hóa cột sống chẳng hạn á, thì được nghe đến hiệu quả của bộ đôi thảo dược, đó là cây móng quỷ, vỏ liễu trắng. Bộ đôi này chẳng những là giúp cho bệnh nhân giảm đau nè, rồi bên cạnh đó còn có những cái tác dụng tốt, và quan trọng là một cái tác dụng mà rất nhiều người yêu thích, đó chính là việc ngăn ngừa những biến chứng gây ra do đau mỏi vây gáy, tê bì chân tay hay là thoái hóa khớp. Vậy thì không biết là bộ đôi này có những ưu điểm như thế nào và đã được chứng nhận khoa học như thế nào chưa thưa bác sĩ Tư? Vâng, như vậy thưa quý vị, khi mà đau thì người ta bắt đầu người ta nghĩ tới những cái hướng điều trị. Thì trong hướng điều trị thì bên chúng ta cũng biết rồi, có y học hiện đại, y học cổ truyền. Thì bên y học hiện đại thì cũng có những cái mặt ưu điểm, và bên y học cổ truyền hiện giờ tôi thấy rằng có nhiều cái ưu điểm lắm. Nghĩa là có được những nghiên cứu tốt, được những cái công ty có những dây chuyền sản xuất hiện đại, và được các nhà khoa học
đánh giá là có được nghiên cứu kỹ càng và có được cấp phép của Bộ Y tế. Tôi nghĩ rằng đó là những cái mà giải pháp mà chúng ta có thể hỗ trợ để chúng ta hỗ trợ cho bệnh lý của mình. Dạ. Như điều trị, như chúng ta điều trị những bệnh khớp, thường là đa số bệnh nhân khi đau thường người ta hay tìm tới thuốc tây đầu tiên. Dạ. Đơn giản, dễ chịu mà và có liền. Dạ. Mà nó không phải phức tạp lắm thì người ta dùng, nhưng mà khi dùng lâu dài thì nếu chúng ta kỹ, chúng ta đi khám thì rất là tốt, có kế hoạch điều trị và chúng ta theo dõi liên tục với một bác sĩ thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái suy nghĩ tốt. Nhưng mà nếu chúng ta không, có số người tôi thấy rằng cứ đi ra tiệm thuốc tây mua, dạ, hoặc là cầm cái toa của bác sĩ cho rồi cứ cầm uống, dạ, như vậy thì nó sẽ làm cho cái ảnh hưởng rất nhiều. Tại thuốc tây, thuốc y học hiện đại nó có những cái vấn đề về tác dụng phụ á, như là dù như thuốc non-steroid thì nó gây lên là hội chứng dạ dày tá tràng này, nó gây viêm đốt dạ dày tá tràng này, hoặc là những cái người bị dùng corticoid để xa đó, nói chung nôm na để xa thì nó gây những ứ nước, gây những hội chứng rất là xấu. Yeah. Và cái hiệu quả thì có đó, nhưng bên cạnh đó nó cũng có, tại vì cái những cái tác dụng phụ khó chịu, chúng ta cũng biết rằng những cái bệnh lý khớp là cái bệnh lý mà nó lâu. Yeah. Và nó có những cái hệ lụy rất là khó chịu, chúng ta phải điều trị lâu dài chứ chúng ta không thể điều trị một ngày, mà khi chúng những thuốc mà có nhiều tác dụng phụ như vậy, chúng ta vừa điều trị lâu dài thì nó sẽ ảnh hưởng tới cơ thể chúng ta rất nhiều và làm người bệnh mệt mỏi. Từ đó nhiều khi chính cái những cái tác dụng phụ đó nó làm cho người bệnh không muốn dùng thuốc. Yeah. Người ta ngại dùng thuốc thì dùng vô nó làm đau bao tử này, nó làm mệt mỏi, nó làm đủ thứ chuyện, nó gây ra những cái bất lợi. Thành thử nên tôi khuyên đầu tiên là chúng ta nên đi có kế hoạch đi khám và chúng ta những có kế hoạch để nó hỗ trợ điều trị tốt. Thì cái khuynh hướng sau này thì người ta thấy rằng những cái kết hợp của y học hiện đại, học cổ truyền thì nó làm cái thuận lợi nhất. Yeah. Giúp cho bệnh nhân có cái khả năng điều trị được cái bệnh lý tốt mà lại không có bị những cái tác dụng phụ nhiều. Thì trong các dược liệu về khớp thì có cái bộ đôi gọi là cây móng quỷ và vỏ liễu trắng, thì thật ra cái cặp này nó cũng là tương đối tốt, nghĩa là nó cái thực nói về cây móng quỷ thì nó đã có lâu đời lắm rồi. Yeah. Được những người bên Nam Phi người ta sử dụng cả 2000 năm trước đây rồi. Nó có hiệu quả trong dân gian ở Nam Phi, người ta thấy rằng nó có hiệu quả về giảm đau rất là tốt, nghĩa là trong cái tình trạng giảm đau đó, cái giảm đau của những bệnh lý về khớp rất là tốt. Sau đó thì những nhà khoa học ở châu Âu thì người ta mới đem ra nghiên cứu vào năm 2003, thì phải ra nghiên cứu trên 614 bệnh nhân, những bệnh nhân về đau nhức khớp, xương khớp, hoặc là đau lưng, đau thắt cổ gáy, tê bề tay chân này. Thì ta nghiên cứu thì người ta thấy rằng cái hiệu quả giảm đau nó đạt tới 92,7%. Nghĩa là cái giảm đau của cái móng quỷ đó thì nó rất là tốt. Cái thứ hai là kết hợp với cái vỏ liễu trắng, thì vỏ liễu trắng người ta cũng được nghiên cứu ở Israel vào năm 2000 trên 210 bệnh nhân, thì người ta chia làm hai nhóm đánh giá thuốc trong một tháng, thì mỗi nhóm được dùng trong 4 tuần, ở trong 4 tuần thì 4 tới 6 tuần chứ. Rồi sau đó thì người ta đánh giá lại thì ta thấy rằng 96% người sử dụng mà cái giải pháp từ vỏ liễu trắng á, thì người ta không phải sử dụng thêm giải pháp nào nữa. Đồng thời so với cái nhóm giả dược là nhóm dùng cái thuốc giả dược á, thì người ta thấy rằng nó tác dụng nó mạnh hơn gấp 6,5 lần, nghĩa là nó cái hiệu quả rất là tốt. Tôi nghĩ rằng cái bộ đôi này là một cái bộ đôi mà chúng ta có thể quan tâm hơn, chúng ta có thể tìm hiểu thêm và đánh giá để chúng ta có thể sử dụng nó để chúng ta hỗ trợ cho bệnh lý khớp. Và đặc biệt là khi sử dụng lâu dài thì cái vỏ liễu trắng và cái móng quỷ hầu như nó không có tác dụng phụ. Yeah. Thì cái điều đó rất là cần thiết. Yeah. Cho cái những người bệnh khớp. Tôi nghĩ rằng quý vị có thể tham khảo để chúng ta có thể sử dụng cái giải pháp này. Rõ ràng từ nãy giờ mình nhắc đến bộ đôi cây móng quỷ vỏ liễu trắng, mình đang gọi đây là thảo dược hiện đại quý vị. Thảo dược hiện đại nghĩa là thảo dược đã được chiết tách bằng công nghệ hiện đại để chiết ra những cái chất nó phù hợp và nó để hỗ trợ điều trị căn bệnh, chứ không phải là thảo dược mình tự hái. Chia sẻ với bác sĩ một câu chuyện, đó chính là chị bán bánh canh cua ở gần nhà Hiếu. Hôm qua mới bán lại, sau mấy tháng không bán bác sĩ, thì có một vấn đề như thế này, cái mí mắt bị u lên. Có nghĩa là ứ nước đó bác sĩ. Yeah. Khi mà Hiếu gặp bác sĩ riết, Hiếu thấy cái tình trạng ứ nước nó rất là rõ. Oh. Và hỏi chị là chị đang bị gì, chị đau nhức xương khớp, chị mua thuốc tàu. À. Chị nói như vậy thì đâu em chị uống gì em coi, thì đưa ra là toàn là những viên thuốc mà không nhãn mác thưa bác sĩ, được đóng trong một cái bịch ni lông rất là sơ sài. Và nhìn thấy rõ y chang là hiệu ứng cũng như là triệu chứng của bị ứ nước hay là hội chứng kết sinh mà bác sĩ hay chia sẻ. Hiếu nói ngay chị nên coi chương trình này, và không biết ngày hôm nay chị có coi hay không. Cho nên là hy vọng là cảm ơn bác sĩ Tước với những chia sẻ này, và mong chị xem chương trình này để có những cái hướng điều trị tốt hơn, cũng như là hỗ trợ điều trị cho tốt, chứ đừng có dùng những cái loại đó nữa. Vâng. Trôi nổi trên thị trường thì không tốt sức khỏe chút nào. Đúng rồi. Dạ. Và thưa quý vị, không chỉ là những khán giả đang gặp phải tình trạng tương tự như vậy đâu, mà cả chú Hường
Khi mà chú Hường đã nghe rõ những tư vấn của chuyên gia rồi á, chỉ điều trị triệu chứng thôi thì rõ ràng là chưa đủ thưa quý vị, mà phải chú ý điều trị từ nguyên nhân gốc rễ gây bệnh, là làm lành những tổn thương ở sụn khớp, là làm chậm quá trình lão hóa và kiên trì điều trị lâu dài, từ đó mới có thể cải thiện hiệu quả tình trạng bệnh và chủ động phòng tránh được những biến chứng nguy hiểm nữa. Chú Hường cũng như quý vị khán giả đang bị viêm khớp hay là thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hoàn toàn có thể tự tin tham khảo sử dụng Bách Niên Kiện, trong đó có chú bộ đôi cây bóng quỷ vỏ liễu trắng hàng ngày nha. Không bỏ bữa nè, bởi vì chỉ sau từ 1 đến 2 tuần sử dụng liên tục là tình trạng đau nhức đã giảm dần và chức năng vận động cũng tiến triển hơn. Và hơn nữa, nếu sử dụng theo liệu trình từ 3 đến 6 tháng liên tục hoặc là uống nhắc lại hàng năm á, sẽ rất là hiệu quả trong việc là ngăn ngừa bệnh tái đi tái lại và tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm thưa quý vị. Và sản phẩm hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên, vừa an toàn vừa lành tính và không có tác dụng phụ nữa, nên quý vị yên tâm sử dụng ha. Cả hai thảo dược là cây bóng quỷ và vỏ liễu trắng cũng như sản phẩm viên xương khớp Bách Niên Kiện đều đã được các nhà khoa học trong nước và quốc tế thực hiện nghiên cứu lâm sàng chứng minh tính hiệu quả và an toàn cho người bệnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy là có đến 93,3% bệnh nhân cải thiện hiệu quả tình trạng đau nhức và chức năng vận động của mình. Đây là ưu điểm vượt trội của Bách Niên Kiện, nên quý vị yên tâm sử dụng Bách Niên Kiện lâu dài quý vị nha. Và đừng quên, ngày hôm nay thì chúng ta có chương trình ưu đãi với giá trị quà tặng lên đến 500.000 đồng và chỉ dành cho 100 khách hàng đầu tiên gọi điện đến số tổng đài miễn cước 1800 6802 đặt mua sản phẩm viên xương khớp Bách Niên Kiện vẫn đang diễn ra thưa quý vị. Theo đó, cứ quý vị mua 3 hũ Bách Niên Kiện 80 viên mỗi hũ thì quý vị nhận được ngay 5 hộp 10 viên mỗi hộp, thì giá quà tặng là 500.000 đồng thưa quý vị. Mặc dù chương trình chỉ mới bắt đầu được một thời gian ngắn thôi, nhưng mà theo thông tin từ tổng đài phía được nhận, rất nhiều cuộc gọi đã gọi về và đã có 15 khán giả gọi điện về để đặt hàng rồi. Cho nên quý vị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 6802, xin nhắc lại 1800 6802 đang được hiển thị trên màn hình để nhận được chương trình ưu đãi giá trị quà tặng lên đến 500.000 đồng quý vị nha, nhanh tay lên nào. Và thưa quý vị, tổng đài tư vấn trực tiếp 1900 6368 02 của chúng tôi vẫn luôn mở và đã sẵn sàng tư vấn nếu đang gặp phải các vấn đề về đau nhức xương khớp, đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay và các bệnh lý viêm khớp, thoái hóa khớp lâu năm, thì quý vị khán giả đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua tổng đài 1900 6368 02 để được có cơ hội tư vấn trực tiếp thông qua màn ảnh nhỏ quý vị nha. Còn bây giờ chúng tôi sẽ được kết nối với vị khán giả đầu tiên gọi điện về chương trình để xem đó là ai, mời bộ phận kỹ thuật ạ. Dạ alo. Dạ xin chào chương trình, chào dạ. Bác sĩ. Xin chào, vâng. Xin mời chia sẻ ngay tình trạng của mình để bác sĩ tước tư vấn ạ. Dạ bác sĩ, tôi tên Khánh, năm nay 60 tuổi, tôi ở Tiền Giang. Dạ vâng. Dạ thì cách đây 2 năm thì bác sĩ cũng đã chẩn đoán tôi là bị cái khớp gối rồi, đau cái khớp gối đó. Thì bây giờ nó nhức lắm, nhất là cái chỗ đùi gối đi, những đứa kêu là cà lập cộp á. Chẩn đoán vậy rồi nhưng mà uống thuốc thì cũng to theo to, nhưng mà tôi cứ bị đau tử. Tôi uống được gần 3 bữa thấy nó sót ruột, tôi không dám uống nữa bác sĩ. Đó bây giờ thì cứ tôi đi nhiều hoặc đứng nhiều là tối về là cái chân nó đau. Giờ cầu thang mà leo lên leo xuống là đi từng bước một thôi thì không có nổi nữa. Thì cũng có thấy uống thuốc tây thì cũng cứ nó đau bao tử, tôi cũng có đi bắt mấy cái thang thuốc lá uống, rồi cũng đi bấm huyệt mà nó không có suy nghe gì hết á. Giờ có bác sĩ đây, nhờ bác sĩ tôi chữa thế nào cho đỡ, tôi có xài được cái Bách Niên Kiện như chương trình đang nói không bác sĩ? Chú Khánh giữ máy để bác sĩ hỏi thêm nha. Hỏi thêm chú là chú cái tình trạng đau chú rồi chú có nghĩa là cái điều trị chú có liên tục không, hay là có lúc nào đau mới uống thôi? Dạ chứ có nào đau uống thôi, thì cái lúc mà đi khám bác sĩ cho thuốc thì cũng uống. Nhưng mà uống nó đau quá, đau bao tử. Chứ là không thấy đau khớp nữa nên tôi lại bỏ. Rồi hiện giờ chú không bị, chú có làm bị nặng không? Giờ tôi cũng nghỉ ở nhà thôi, xưa đi làm ruộng thôi, giờ làm không nổi nữa ở nhà. Dạ rồi, xin phép được tư vấn cho chú. Thứ nhất là gì vậy? Cái tình trạng của chú là cái tình trạng viêm khớp gối như chú đưa được chẩn đoán đó. Viêm chắc là tuổi càng lớn thì viêm kết hợp thoái hóa nữa, nó càng nhiều khó chịu hơn. Nữa nên chú đứng lâu hoặc chú đi một thời gian, không cần đi lâu đâu, đi một ít thôi là nó bắt đầu nó đau lên khó chịu. Tại khớp gối nó chịu lực rất nhiều. Thế nên cái điều đó đầu tiên chú đừng có để cái tình trạng cân nặng mình tăng lên. Nghĩa là thí dụ mình cái cân nặng làm sao cho nó phù hợp, giả sử chú mét cao 1m6 thì ở nam thì người ta cho phép nặng khoảng chừng 1m60-62kg là được, chứ đừng có để tăng cao quá là nó không tốt. Đó là cái điều tiên đầu tiên chú nên giữ.
Thứ hai là chú nếu mà chú đau khớp gối nhiều quá thì chú đi lại chú nên thêm cái hoặc là cái đồ bó cái khớp gối lại để đi cho nó đừng có phải vẹo vẹo cái chân qua bên á, để nó tránh cái đau á, thì nó sẽ làm cho cái trục mình lệch, nó không có tốt, chú nên bó cái khớp gối mình lại. Kế đến là chú nếu chú uống thuốc tân dược không được á, thì chú có thể dùng những giải pháp từ cái vỏ liễu trắng và cái cây móng quỷ, là tôi nghĩ rằng cái giải pháp này rất là tốt. Tôi cũng nói một chút thêm về cái cây móng quỷ và vỏ liễu trắng. Thì cái vỏ liễu trắng, cái cây móng quỷ là nó đã được sử dụng ở Nam Phi rất là lâu rồi, cả 2000 năm nay, và gần đây thì khoảng năm 2003 đó thì ở châu Âu người ta mới nghiên cứu, người ta đánh giá trên 614 bệnh nhân về những cái bệnh nhân về đau nhức khớp này, đau xương vai này, đau cổ gáy này, đau lưng này, tê bì tay chân này, tất cả những cái đó thì người ta đánh giá trong 614 bệnh nhân thì ta thấy rằng cái hiệu quả giảm đau được tới 92,7%, thì cái hiệu quả rất là tốt. Thì sau đó người ta phân tích trong cái vỏ cái cây móng quỷ nó có những cái chất gì để nó giúp điều đó, thì ta thấy rằng trong đó nó có cái gọi là hypagosine. Hypagosine nó có hai cái tác dụng rất là quan trọng trong những bệnh lý về khớp. Thứ nhất đó là nó làm giảm đau theo cơ chế ức chế cái hóa chất chất trung gian gây viêm là prostaglandin E2, và cái là thành thử nó cái tác dụng nó khi nó ức chế được cái tình trạng gây viêm đó thì nó sẽ bớt đau. Cái thứ hai là nó làm ngăn ngừa được cái tình trạng có nó những cái tổn thương sụn khớp, giúp cho cái quá trình tổng hợp collagen của sụn khớp nó tiếp tục tốt và nó không bị gián đoạn, thì tôi nghĩ rằng đó là cũng giúp cho cái sụn khớp nó không bị hư. Đó là cái cách mà trong điều trị bệnh khớp thì người ta gọi là điều trị vô cái gốc rễ của cái bệnh lý á, về giảm đau và đồng thời vô cái gốc rễ bệnh lý thì nó cũng là giúp cho hỗ trợ cho bệnh lý của chúng ta rất là tốt. Cái thứ hai đó là cái vỏ liễu trắng. Thì vỏ liễu trắng là người ta thấy rằng trong cái thành phần vỏ liễu trắng á, nó có chất gọi là salicin, mà cái chất này đã được tìm ra, phát hiện ra từ năm thế kỷ 18 rồi. Nghĩa là cái hiệu quả của nó giống tương tự với aspirin, nghĩa là nó giảm đau tốt, và nhưng mà đặc biệt là nó không phải là aspirin, thành thử nên nó không gây tình trạng không phải là cái, nó chỉ là tiền chất aspirin thôi, nó không có gây tình trạng ảnh hưởng tới dạ dày, mà nó có tác dụng giảm đau tốt. Thì từ đó người ta mới đưa ra một cái nghiên cứu ở Viện Khoa học của Israel vào năm 2000 á, thì ta nghiên cứu trên 210 bệnh nhân, người ta chia làm hai nhóm, thì một nhóm dùng vỏ liễu trắng và một nhóm dùng cái giả dược. Thì sau 4 tuần đến 6 tuần thì người ta thấy rằng cái hiệu quả, cái những người mà dùng cái vỏ liễu trắng thì 96% người dùng vỏ liễu trắng thì ta không cần dùng phải thêm một phương pháp giảm đau nào khác. Người ta thấy hiệu quả rất là tốt. Đồng thời nếu so với cái nhóm giả dược thì nó giảm được so với nhóm giả dược thì nó giảm đau được tới hơn nhóm giả dược tới 6,5% lận. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đó là rất là tốt để giúp cho cái chuyện giảm đau của những bệnh lý về khớp. Thì khi kết hợp của vỏ liễu trắng kết hợp với cái cây móng quỷ á, thì người ta thấy rằng được cái tác dụng hiệp đồng, đó đầu tiên là nó giảm đau mà theo cơ chế là ức chế cái hóa chất trung gian gây viêm, rồi thì giảm đau để rất là mạnh để giúp cho cái hỗ trợ cho tình trạng đau. Mà cái chuyện đau là chúng ta có biết rồi, nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái bệnh lý của cái cơ thể chúng ta, và đặc biệt là những bệnh lý về khớp. Cái đến là nó ngăn ngừa được cái tổn thương sụn khớp, giúp nó tiếp tục hình tổng hợp được cái quá trình collagen cho cổ thùng khớp, làm cho khớp nó không có bị hư. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái mà chúng ta khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ được những hai cái tác dụng hiệp đồng đó, giúp cho chúng ta dễ chịu hơn và chúng ta tránh được những cái tình trạng xấu đi của khớp. Kế đến là một cái điều mà như chú đang bị đó, nghĩa là chú sẽ không có bị ảnh hưởng đến dạ dày, nghĩa là nó không có tác dụng phụ dạ dày. Khi chúng ta dùng lâu, và đặc biệt những bệnh khớp thì chúng ta phải dùng rất là lâu, thì khi chúng ta không bị ảnh hưởng dạ dày thì nó giúp cho chúng ta yên tâm hơn và chúng ta có thể sử dụng lâu dài mà nó lại có hiệu quả. Tôi nghĩ rằng đây là một cái giải pháp mà chú có thể nghiên cứu, chú có thể tìm hiểu để chú có thể sử dụng. Và sử dụng thường cái quy trình luật sử dụng cái quy trình sử dụng nó, cái liệu trình sử dụng nó thì khoảng chừng 3-6 tháng. Lần đầu tiên mình sử dụng 6 viên, chia làm 2 lần, lần 3 viên thì khoảng chừng 1.5 tháng đầu á, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ giảm đau dần, nó bớt cái tình trạng kho cứng khớp và sau đó vận động khớp dễ hơn. Thì sau khoảng 8 tuần á, thì chúng ta khoảng giảm bớt, chúng ta có thể dùng 4 viên, lúc đó thì khớp nó sẽ tiếp tục giảm đau và chúng ta vận động khớp dễ hơn và tình trạng đau nó sẽ hạn chế đi, giảm đi rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng đây là cái giải pháp mà chúng ta có thể tham khảo để chúng ta hỗ trợ cho cái bệnh lý khớp của mình mà lại nó không có gây tác dụng phụ lên dạ dày giống như những cái bệnh lý mà những cái thuốc y học hiện đại mà chúng ta đang dùng nó khi đã để điều trị khớp. Tôi nghĩ rằng chú có thể tham khảo sử dụng thêm. Cảm ơn bác sĩ Tước. Rõ ràng là ai mà chúng ta bị tác dụng phụ của thuốc thay thì mới hiểu cảm giác khi mà chúng ta bị đau bao tử nó khó chịu như thế nào. Thật sự người trẻ còn quằn quại, nói chi mà người lớn tuổi. Cho nên việc mà chú Khánh chia sẻ hoàn toàn chương trình hiểu thôi. Nhưng mà chúng ta không nên hiểu như thế này. Nghĩa là không phải thảo dược là giải pháp để chúng ta thay thế Tây y.
Hoàn toàn không phải, nó chỉ là phương pháp hỗ trợ để cùng nhau mang lại tác dụng hiệp đồng. Tại vì rõ ràng thưa quý vị, mẹ Phương Hiếu chắc là bác sĩ Thước từng nhớ là bị đau cái khớp tay. Yeah. Và uống đúng một liệu trình thôi bác sĩ, là đúng 3 tháng là không còn đau nữa và tới bây giờ thì không có tình trạng tái lại. Đó là cái hiệu quả rất là tốt của bách niên kiện thưa quý vị. Cho nên với trường hợp của chú Khánh thì chú an tâm đi. Với trường hợp của chú thì cứ kiên trì chú nha. Tại vì thảo dược hiện đại giờ đây đã loại bỏ những tạp chất, loại bỏ những cái chất không tốt cho sức khỏe nè, đã được chứng minh chẳng những tại Việt Nam mà còn kiểm nghiệm lâm sàng và chứng minh những cái công trình khoa học tại nước ngoài, tại châu Âu, tại Israel nữa. Cho nên hoàn toàn yên tâm là mình sử dụng và mình mang lại cái sức khỏe tổng quát cho mình. Có thêm một lựa chọn đang gọi là xu hướng lựa chọn của thời đại, hỗ trợ điều trị bằng thảo dược. Và chú Khánh cũng đừng có quên là chương trình đang có một ưu đãi rất rất hấp dẫn luôn, và chỉ dành cho 100 khán giả đầu tiên gọi điện lên tổng đài 1-800-6802 mà thôi. Đó chính là khi mua 3 hũ bách niên kiện trong chương trình 80 viên mỗi hũ thì sẽ được tặng thêm ngay 5 phần quà là 5 hộp bách niên kiện mỗi hộp 10 viên nữa, giá trị quà tặng lên đến 500.000 đồng. Cho nên là chú Khánh đừng bỏ qua cơ hội này nha. Chú Khánh nhiều sức khỏe, cảm ơn chú Khánh đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và thưa quý vị, bây giờ tiếp tục chương trình, chúng tôi sẽ được kết nối với vị khán giả tiếp theo để xem đó là ai nha. Xin mời ạ. Dạ alo. Dạ alo. Dạ xin mời chia sẻ tình trạng của mình, bác sĩ đang nghe đây ạ. Dạ, con chào bác sĩ, chào chú. Dạ. À, dạ, tôi coi chương trình á, tôi dạ. Muốn hỏi một chút xíu. Tôi tên Bảo. Dạ. À, dạ, quê tôi ở Bến Tre, năm nay tôi cũng gần 65 tuổi rồi. Dạ. Tôi 4 năm năm nay thì tôi bị bác sĩ nói tôi là bị thoái hóa khớp gối, rồi mấy cái đốt sống lưng cũng bị đau. Dạ. À, tôi đi được đứng nói chung là cũng khó khăn, nhất là hai cái đầu gối á. Dạ. Rồi nửa tháng nay chắc là thời tiết mưa gió thành ra là đi cứ phải lê từng bước như vậy đó, chủ yếu là ngồi rồi nằm nhiều. Dạ. À, bác sĩ cũng cho ở xã đó cho thuốc tây, nhưng mà uống hết thuốc tây thì lại hết lại đau trở lại á. Dạ vâng. À, tôi có mấy bà bạn đó trong cái hội á, xong rồi nói là tôi nên đi lên Sài Gòn á, tôi kiếm cái gì mà chích chất nhờn vô trong cái khớp gối á, nhưng mà tôi không có rành, tôi nghe tôi cũng sợ. Yeah. Bây giờ tôi coi chương trình, tôi thấy bác sĩ tư vấn cũng mấy lần rồi, hôm nay thì mới kết nối, tôi mới hỏi là như bệnh của tôi thì uống mấy cái thuốc bác sĩ được nói như vậy có được không? Dạ. Dạ. Dạ rồi, xin phép hỏi cô thêm một chút ạ. À. Thì bây giờ cái thuốc hiện giờ cô vẫn còn đang dùng không hay là cô đã dừng rồi? Dạ, thuốc tây á thì xã cho uống một lần, bác sĩ cho uống một lần có 5 ngày, 7 ngày. Dạ, mà rồi. Ra tiền viên tôi thì không có rành lắm. Dạ. Rồi cô có đi khám lại không hay là xong rồi dừng thôi? Dạ, hãy đi đau thì đi khám lại thì bác sĩ lại cho thuốc uống. Dạ. Rồi, dạ rồi. Dạ, xin phép tư vấn cô như sau. Thứ nhất dạ. là cái khớp gối của cô nó bị thoái hóa, mà khi lớn tuổi thì cái độ thoái hóa càng nhiều hơn, nó sẽ tăng lên dần theo tuổi. Thành thử nên điều đầu tiên cô nên giữ cân nặng là cái điều cần thiết, đừng có để tăng cân quá. Thứ hai là khi mình làm việc thì mình cố gắng ở cái tuổi 65 rồi, chúng ta không có nên làm những cái bưng đồ nặng nhiều quá, tại cái áp lực lên khớp gối nó sẽ làm cho cái khớp gối rất là khó chịu. Đồng thời nếu chúng ta phải đi xa, đi đâu xa mà phải đi nhiều á, chúng ta nên mua cái đồ bó gối chúng ta bó lại để chúng ta đi cho nó dễ hơn và tránh cái tình trạng lệch trục khớp. Còn nếu mà chúng ta ở nhà chúng ta rảnh, chúng ta thể xoa khớp gối, chúng ta xoa từ hai cái tay chúng ta để cái đùi ha, xin lỗi từ cái đùi chúng ta xoa qua khớp gối và chúng ta kéo ngược lên. Chúng ta cứ làm liên tục một ngày 2 lần, một lần 5 phút thì nó giúp cho cái khớp gối nó tăng cái tuần hoàn khớp gối á, nó cũng là giúp cho hỗ trợ cho cái bệnh lý về thoái hóa, thì giúp cho cái khớp gối nó bớt cái tình trạng như cô đang bị, nghĩa là đi nó kêu lục cục cục. Nó cũng giúp cho rất là nhiều. Đó thì đó là những cái mà tôi tư vấn cho cô để cô tránh những cái tình trạng mà do mình ăn uống, do mình vận động nó bị. Ví dụ ăn uống thì mình ăn nhiều rau lên một chút, uống đủ nước để nó hỗ trợ cho cái bệnh lý của mình. Đồng thời nên nhớ rằng khi đau quá chúng ta không đi, nhưng mà nếu chúng ta ít đau chúng ta nên đi vận động mỗi ngày, đi đều, không đi những cái đường bằng, đừng có đường gập ghềnh quá, đi đều mỗi ngày một lần khoảng chừng 20 phút thì chúng ta sẽ giúp cho cái khớp gối nó tốt, chứ đừng có ngồi thấy đau quá ngồi hoài luôn, càng ngồi nó càng cứng khớp và càng khó chịu hơn. Nhưng mà nếu đau quá thì chúng ta hạn chế đi, nhưng mà đau ít chúng ta nên chậm chậm đi trong nhà cũng được, không cần phải ra đường, rồi đi đều như vậy thì nó hỗ trợ rất là tốt. Thì đó là cái mà chúng ta cần chú ý thêm.
Còn nếu chúng ta dùng sử dụng những cái thuốc y học hiện đại hay y học cổ truyền cũng vậy, chúng ta phải đủ cố gắng điều trị làm sao để vô trong cái hỗ trợ được cái sụn khớp là một nè, bớt tình trạng đau là hai nè, và đặc biệt khi dùng lâu chúng ta không bị những cái tác dụng phụ. Như cô có thể cô dùng thời gian ngắn cô không thấy, nếu cô dùng thuốc tây lâu cô sẽ bị những cái tác dụng phụ trên dạ dày, nó làm cho ảnh hưởng rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng cô có thể sử dụng thêm giải pháp từ thảo dược, như là từ cái bách niên kiện và vỏ liễu trắng, hai cái thảo dược này người ta đã nghiên cứu được cái vỏ liễu cây móng quỷ và vỏ liễu trắng, thì người ta sẽ có giải pháp này, người ta đã được nghiên cứu ở châu Âu và đánh giá hiệu quả giảm đau tới 92,7%, cái hiệu quả giảm đau rất tốt. Đồng thời các nhà khoa học Việt Nam cũng đã đem về làm thực nghiệm tại bệnh viện y học đa khoa y học cổ truyền Hà Nội á, thì ta thấy rằng cái hiệu quả giảm đau là 93,3%. Tôi nghĩ rằng cái hiệu quả giảm đau tương đối tốt, và nó đặc biệt là trong đó nó có chất habagosai của cây móng quỷ á, nó giúp cho ngăn ngừa tổn thương sụn khớp và giúp cho tăng cái tổng hợp collagen của sụn khớp. Tôi nghĩ rằng đó là một cái mà chúng ta có thể hỗ trợ rất tốt, nó có thể hỗ trợ rất tốt cho những bệnh lý về khớp. Đồng thời đặc biệt chúng ta dùng lâu nó không ảnh hưởng tới dạ dày. Nghĩa là cô có thể hoàn toàn có thể sử dụng giải pháp này để hỗ trợ cho bệnh lý thoái hóa khớp gối của cô. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Tước. Rõ ràng là cây móng quỷ và liễu trắng với hai cây thảo dược này thì tất cả đã gói gọn trong sản phẩm bách niên kiện, rất là dễ dùng cô Bảo. Và cô Bảo thân mến, đầu tiên là phải cảm ơn cô Bảo đã dành thời gian của mình để ngồi trước màn ảnh nhỏ HTV theo dõi chương trình. Và Hiếu tin rằng là những thông tin mà bác sĩ mang lại sẽ giúp cho cô Bảo mình sẽ thay đổi tư thế, là mình tập luyện, là mình dinh dưỡng, là cũng như mình biết thêm một giải pháp hỗ trợ điều trị bằng thảo dược thật là tốt để mình có thể giúp cho mình thoải mái hơn, không còn đau nhức xương khớp nữa. Và cô Bảo cũng đừng quên là ngày hôm nay chương trình đang có một ưu đãi rất hấp dẫn từ nhãn hàng đồng hành là bách niên kiện, đây là một nhãn hàng vô cùng quen thuộc và rất nhiều các cô chú đã tin dùng khi mà bị những cơn đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy, tại bị chân tay thoái hóa cột sống. Thì cô Bảo hãy tận dụng cơ hội này, tại vì có 100 khán giả à cô Bảo, 100 khán giả gọi về sớm nhất sẽ được nhận ưu đãi này, đó chính là khi mua 3 hũ bách niên kiện, mỗi hũ là 80 viên trong chương trình sẽ được tặng thêm ngay là 5 hũ bách niên kiện, mỗi hũ 10 viên trị giá 500 ngàn đồng nữa. Cho nên cô Bảo nhấc điện thoại lên gọi ngay về cho chương trình, số tổng đài để đặt hàng đang ở hiển thị trên màn hình, cho nên cô Bảo tận dụng ngay cô Bảo nha. Chúc cô Bảo nhiều sức khỏe với giải pháp này ạ. Và thưa quý vị, Phương Hiếu xin được phép nhắc lại, bách niên kiện là sản phẩm đã được thực hiện nghiên cứu lâm sàng chứng minh tính hiệu quả và an toàn trên người bệnh bị đau nhức xương khớp bởi Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy là có tới 93,3% bệnh nhân cải thiện hiệu quả tình trạng đau nhức và chức năng vận động của mình. Vì vậy, để phục hồi chức năng xương khớp, giảm đau mỏi khớp gối, tê bì chân tay và hỗ trợ điều trị các bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp, quý vị hoàn toàn có thể tham khảo sử dụng sản phẩm thảo dược có chứa chiết xuất từ bộ đôi cây móng quỷ và vỏ liễu trắng. Trong đó có sản phẩm bách niên kiện tiêu biểu được người tiêu dùng tin dùng, giúp cải thiện các bệnh lý viêm khớp, thoái hóa khớp theo lộ trình như sau: là sau từ 7 đến 10 ngày đầu sử dụng liên tục sẽ giảm đau xương nóng tại ổ khớp bị đau viêm luôn, và sau từ 3 đến 6 tháng sử dụng liên tục, tình trạng đau xương khớp cứng khớp buổi sáng được cải thiện một cách rõ rệt. Và Phương Hiếu cũng xin được thông báo đến quý vị khán giả về chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với giá trị quà tặng lên đến 500.000 đồng dành cho 100 khách hàng đầu tiên, và điện đến số tổng đài miễn cước 1800 6802 để trực tiếp đặt mua sản phẩm viên xương khớp bách niên kiện trong chương trình. Theo đó, quý vị đừng quên là khi mua chỉ 3 hũ bách niên kiện 80 viên mỗi hũ thì quý vị sẽ được tặng thêm ngay lên đến 5 hộp bách niên kiện 10 viên mỗi hộp. Tổng giá trị quà tặng là 500.000 đồng thưa quý vị. Quý vị hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay về tổng đài để chúng ta đặt hàng, đó chính là 1800 6802, xin nhắc lại 1800 6802, không bỏ lỡ ưu đãi từ nhãn hàng bách niên kiện ngày hôm nay quý vị nha. Còn bây giờ chúng tôi xin được kết nối với vị khán giả tiếp theo, mời bộ phận kỹ thuật ạ. Dạ alo. Alo ạ. À dạ, chị nghe nè em. Dạ, xin mời chị chia sẻ về tình trạng của mình để bác sĩ tư vấn cho chị nha. À, chị là đang bị tình trạng là chị đang đau cái từ cái thắt lưng xuống nè. Dạ. Kẹo xuống một chân phải, nó xuống ngang cái khuỷu chân gần, dạ, xuống bất cả là nó nóng tê bì ở trong cái thịt của mình á. Dạ. Đó, nó có khi là bầu là nó không có cảm giác ở gì ở trên mông nè. Ừ. Trên cái mông của chị xuống là có khi là nó tê bì đi. Dạ. Đó. Bây giờ cho hỏi bác sĩ là tình trạng của chị là bị gì á? Dạ. Dạ vâng. Rồi. Để bác sĩ hỏi thêm chị nha. Rồi chị có thể có chụp hình lần nào chưa? Dạ chưa bác sĩ. Mới bị tức thì bị khoảng bao lâu rồi chị? Dạ không, chỉ là em xin chia sẻ là cái này là cách đây khoảng 5-7 năm thì em có một lần tình trạng như vậy, xong cái là từ em đi tập thể dục cái là tự nhiên cân bệnh nó biến là đau Dạ, vâng. Nó lặn đi một thời gian, giờ thì nó bị lại.
Vâng. Dạ. Rồi cái đau như vậy á, rồi nó cái thời gian xảy ra như vậy đó, tự nhiên nó đột ngột xảy ra hay là mình do mình làm cái gì? Đang ngủ thức dậy đau hay là đang làm cái gì nó dạ, vậy đúng đó? Rồi. Đang ngủ cái thức dậy cái là nó đau luôn. Dạ. Vâng. Dạ. Nó đứng dậy là nó khó, nó cận dạ, rồi. Hiện giờ chị chưa có dùng thuốc gì hết. Dạ em chưa dùng cái gì hết bác sĩ. Dạ vâng, vâng. Xin phép được xin lỗi chị bao nhiêu ký ha? Cân nặng ấy, công dạ, việc chị làm về cái gì? Dạ em ở nhà nội trời mà em có 48 ký. Dạ vâng. Ồ, 48 ký. Tốt. Dạ. Dạ, vâng thì tôi xin phép tư vấn chị như sau. Thứ nhất là cái tình trạng của cái lưng mà chị đau lan xuống chân á, thì trước mắt tôi không được khám trực tiếp nhưng mà nghe chị mô tả thì khả năng nó là của cái chèn ép của thần kinh tọa ở vùng thắt lưng lan xuống cẳng chân, thì nó làm cho cái tình trạng cái đó thường hay gặp lắm. Với những người thí dụ như mình làm việc mình không có chú ý về tư thế, có thể trước đây chị đã bị rồi hoặc là chị đã đau âm ỉ rồi, chứ không phải từ như bây giờ nó mới đau đâu. Nó có đau trước đây rồi chúng ta cũng ráng bỏ qua, rồi có những cái tư thế nó đau rồi chúng ta lại đi chúng ta nghiêng cái lưng hay gì đó cho nó bớt đau, là đã từ đó nó làm tới lúc nào đó chúng ta bưng, giả sử chúng ta bưng cái gì nó hơi lệch tư thế một chút mà nó đau, và nó có đau ở Mỹ trước đây rồi bây giờ nó mới đau nhiều ra, chứ không phải là tự nhiên đùm đêm tháng cái thì nó đau, nó không có. Dạ. Còn nãy quên hỏi chị tuổi bao nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ chắc với cái giọng chị tôi nghĩ chắc cũng khoảng 40-50 rồi. Yeah. Thì tôi nghĩ rằng đó là cũng cái tuổi mà thường người ta ở phụ nữ người ta dễ bị đau lắm, tại vì nếu là quá trình mình làm việc rồi mình không có được tập thể dục nhiều, mình ít vận động thì cái xương khớp mình nó không có tốt thì nó sẽ dễ bị tổn thương. Thì chị cứ đầu tiên như chị nói đó, chị khi chị đau đợt trước đây chị sau đó chị vận động chị tập gì đó nó hết, thì tôi nghĩ rằng cái điều đó chị làm rất là tốt. Nhưng mà chị nên nhớ rằng khi mà ở cái tuổi này thì nó khác. Hồi xưa 5-7 năm trước á, chị có thể vận động tập nó hết, nhưng mà bây giờ chị muốn tập chị nên đi tới cái phòng khám, phòng vật lý trị liệu để người ta hướng dẫn cho. Cái thứ hai đó là chị nên đi khám cái đã, khám chụp hình ra đánh giá cái tình trạng xương khớp của mình như thế nào, có bị thoát vị chưa, để mà mình định chụp MRI để mà coi thoát vị chưa. Nếu mà có thoát vị thì mình có kế hoạch điều trị khác và cái tập nó cũng khác. Chứ nếu chúng ta cứ để đó chúng ta tập gọi là tập mù á, tập đại theo cái cảm tính của chúng ta thì nhiều khi nó không được gì hay mà là nhiều khi nó lại nhiều hơn. Hồi trẻ thì nó rất là dễ, thì cơ thể chúng ta nó còn chắc, cơ đồ dây chằng nó còn chắc thì chúng ta tập rất là dễ. Nhiều khi nó lỡ sệt chút nó không sao, nhưng mà khi lớn, tuổi bắt đầu lớn chút 40-50, nhất là ở nữ, ở nam thì cũng vậy, thì cái cơ xương khớp nó bắt đầu nó xuống rồi. Thì nếu chúng ta tập nó dễ sai lệch lắm và nó làm cho tình trạng nặng hơn, nó không có lợi tí nào hết. Thì chị đi khám xong chị sẽ thấy có những cái hướng chẩn đoán tốt, thì để chị có những cái bệnh lý cụ thể cho mình, chẩn đoán bệnh lý cụ thể cho mình để mình có cái kế hoạch điều trị tốt hơn. Thì trước mắt nếu chị chưa đi khám được, tôi nghĩ rằng chị có thể ở nhà tập, ví dụ nằm ngửa ra, co chân lại, lấy cái ví dụ mỗi bên chân chị nằm co chân lại, chị kéo cái chân vô trong bụng á, rồi chị duỗi chân ra, chị cứ làm mỗi bên, hai bên luôn nha, bên này hết chân này qua chân kia, cứ co chân lại, ép cái đầu gối vô trong bụng thôi mà buông ra, rồi cứ hết chân này qua chân kia, một ngày tập 2 lần, lần 10 phút thì nó giúp cho cái hỗ trợ cho cái thần kinh hoạt cũng tốt. Nhưng mà đó chỉ là cái tạm thời thôi, để cho nó hỗ trợ cho mình lý tạm thời cho chị sẽ bớt đau thôi. Khi chị ngủ thì chị nên nằm nghiêng ra qua bên và chị lấy cái gối chị co chân lại, chị để cái gối lên, chị gơi gác cái chân cái gối thì ngủ nó dễ hơn, chứ đau nó cũng sẽ làm cho chị rất là khó ngủ. Cái đến chị có thể dùng giải pháp từ cái thảo dược như là tôi có trình bày hồi nãy, đó là cái cây móng quỷ vỏ liễu trắng. Giải pháp này nó có thể hỗ trợ giảm đau lên tới 92,7%, thì cái hiệu quả giảm đau tương đối tốt, và người ta đánh giá rằng đồng thời nó lại có cái hiệu quả nó làm ngăn ngừa được tổn thương sụn khớp nữa. Thì nếu mà chị tình trạng chị đang đau mà chị chưa có điều kiện đi khám được cụ thể, thì tôi nghĩ rằng chị có thể sử dụng cái này để chị hỗ trợ cho bệnh lý của mình. Tại vì cái từ đau cái thắt lưng đa số nó là do cái thoái hóa trước đây, và nó chèn, có thể nó chèn ép của thần kinh và nó gây tình trạng đau thần kinh tọa của chị. Thì chị có thể dùng trong thời gian để cho nó bớt đau rồi dễ chịu hơn, mà đặc biệt là khi sử dụng này chị an toàn cả là chị không có bị những cái tác dụng phụ, chị có thể sử dụng. Tại vì những cái giải pháp này người ta đã được nghiên cứu của các nhà khoa học đánh giá nó có hiệu quả tốt về giảm đau nè, nó không có tác dụng phụ nè, thứ hai là được các nhà sản xuất có uy tín sản xuất trên những dây truyền hiện đại á, để giúp cho cái sản xuất là những cái sản phẩm tốt nhất, đồng thời được Bộ Y tế cấp phép. Tôi nghĩ rằng đây là một cái giải pháp mà chị có thể tham khảo để hỗ trợ cho bệnh lý của mình. Khi mà nó ổn hơn, bớt tình trạng dễ chịu hơn thì chúng ta có thể đi khám để chúng ta đánh giá toàn bộ hơn về cái bệnh lý cái cuộc sống của mình, cũng như cái bệnh lý thần kinh tọa chị đang bị. Tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt cho chị hơn. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Tước. Rõ ràng là không gì tự nhiên đụng cái mình lăn ra bệnh hết. Dạ, nó rồi. Phải là cái chính xác là cái bệnh ngày hôm nay, là cái kết quả nó đã diễn ra từ trước đó một thời gian trước rồi. Mà thường tuổi trẻ đúng là mình làm việc các bác sĩ mình không có để ý và mình cứ ráng
cứ ráng lướt riết rồi tới một lúc rồi nó đổ bệnh ra thôi. Cho nên thưa chị, rõ ràng là chị vẫn cần phải dành một thời gian lý tưởng nhất để mình thăm khám một lần tổng quát sức khỏe của mình, cũng như nói những cái triệu chứng mình gặp phải. Và dĩ nhiên khi mà đã phát hiện những triệu chứng đau nhức đó rồi thì chị phải dùng bách niên kiện thôi chị. Tại vì sao? Sớm còn hơn không, và phòng bệnh còn hơn là trị bệnh. Cho nên việc mà bách niên kiện được nhiều người tin dùng, tại vì đơn giản ngoài cái sức mạnh của bộ đôi chiết xuất cây móng quỷ vỏ liễu trắng, nó còn giúp mình ngăn ngừa những cái biến chứng và ngăn ngừa tình trạng tái đi tái lại của các cơn đau nữa. Cho nên chính vì vậy nó được yêu thích đến như vậy thưa chị. Và chị cũng đừng quên là chương trình đang có một ưu đãi rất rất hấp dẫn dành cho chỉ 100 khán giả gọi điện về chương trình mà thôi. Đó chính là mua 3 hộp bách niên kiện mỗi hộp 80 viên trong chương trình này sẽ được tặng thêm 5 hộp bách niên kiện mỗi hộp 10 viên trị giá lên đến 500.000 đồng phần quà tặng này. Cho nên chị đừng bỏ qua cơ hội này. Tại vì Hiếu nghĩ rằng để có một tương lai sức khỏe tốt thì chúng ta phải tử tế với sức khỏe của chúng ta ngay từ ngày hôm nay đã. Cho nên hy vọng rằng cái cơ hội này, ưu đãi này sẽ dành tặng cho quý vị khán giả, không riêng dành cho chị đâu. Cho nên chị hãy tận dụng để mang về sức khỏe tốt hơn cho mình nha. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, để phục hồi chức năng xương khớp, giảm đau mỏi khớp gối, tê bì chân tay và hỗ trợ điều trị các bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp, quý vị hoàn toàn tự tin có thể tham khảo sử dụng sản phẩm thảo dược có chứa chiết xuất từ bộ đôi cây móng quỷ và vỏ liễu trắng. Trong đó tiêu biểu là bách niên kiện giúp giảm đau, giảm viêm khớp, thoái hóa khớp, bảo vệ và tái tạo sụn khớp. Bên cạnh nó còn ngăn ngừa các cơn đau cấp tính xuất hiện, hạn chế các biến chứng dính khớp, cứng khớp và khô khớp, còn làm chậm quá trình thoái hóa khớp, tăng khả năng vận động ở người bị bệnh xương khớp, cũng như là hoàn toàn an toàn sử dụng nếu chúng ta sử dụng trong một thời gian lâu dài. Và đặc biệt, quý vị ơi, quý vị đừng quên là ngay trong thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình ngày hôm nay, Phương Hiếu rất vui khi mà được thông tin chương trình ưu đãi hấp dẫn đến cho quý vị với giá trị quà tặng lên đến 500.000 đồng dành cho 100 khán giả đầu tiên gọi điện đến số tổng đài miễn cước 1-800-6802 trực tiếp đặt mua sản phẩm viên xương khớp bách niên kiện. Theo đó thì quý vị mua 3 hũ bách niên kiện 80 viên mỗi hũ, quý vị sẽ được tặng thêm ngay lên đến 5 hộp bách niên kiện 10 viên mỗi hộp. Tổng giá trị quà tặng trị giá 500.000 đồng thưa quý vị. Cho nên hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi điện ngay về tổng đài miễn cước 1-800-6802, xin nhắc lại 1-800-6802, không hề mất phí để không bỏ lỡ ưu đãi ngày hôm nay của nhãn hàng bách niên kiện quý vị nha. Thưa quý vị, không chỉ riêng những khán giả mà chương trình kết nối vừa rồi, trên thực tế là hiện nay có hàng triệu người Việt đang phải chịu đựng và chống chọi với những cơn đau nhức xương khớp, đặc biệt là mỗi khi trái gió trở trời hay bước vào mùa mưa như là hiện nay. Chính vì vậy, việc tìm được giải pháp điều trị vừa an toàn vừa hiệu quả là điều mà tất cả người bệnh mong muốn. Chương trình Bạn Hỏi Thầy Thuốc Trả Lời rất vui mừng khi đã giúp được rất nhiều người chữa trị viêm khớp, thoái hóa khớp nhiều năm và có gửi phản hồi về cho chương trình nữa. Và ngay sau đây, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn chia sẻ hành trình thực tế của một khán giả đã chữa trị thành công và cải thiện được bệnh lý xương khớp của mình. Mời quý vị cùng theo dõi nha. Tôi tên Trần Dũng Yên, hiện ấp 7 xã Bồ Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Sau thời gian làm gỗ thì nó rất là nặng, thì quay qua mình mới chạy xe nâng, rồi cũng vô phụ với anh em làm sản xuất. Thì gỗ gì khó xuống mình phải, nó bị đổ, phải xuống tay, phải dùng tay. Nói chung làm gỗ thì nó rất là nặng. Khoảng 8 năm nay thì trước mắt đầu tiên là nghe nó đau thôi, thì mình cứ đi uống thuốc đồ, uống thuốc nam rồi này kia, rồi sau này khoảng 2 năm nay thì nó đau rất là nhiều, nó đến nỗi mà cái bậc thềm mà mình lên cũng không được luôn đó. Rồi người ta chỉ uống thuốc này thuốc kia, nói chung là ngày nào cũng phải có thuốc, rất là đau, làm như là nó có cái cục gì luôn, nó đi là nó thốn, nó đau. Thì bắt đầu mới xuống trung tâm chỉnh hình chụp hình lại nữa thì nó thoái hóa khớp, rồi về mới bắt đầu đi điều trị tiếp, nhưng mà nó chỉ giảm bớt thôi chứ nó không phải là hết hẳn, cũng vẫn còn đau như vậy. Ai chỉ gì tôi cũng điều tới hết, từ thuốc nam thuốc bắc, châm cứu, bấm nguyệt. Căn bệnh quái ác đã biến chú từ một người đàn ông khỏe mạnh tráng kiện là trụ cột trong nhà, giờ trở thành gánh nặng của gia đình, lúc nào cũng cần người thân chăm sóc, ngay cả những việc nhỏ nhất. Chú buộc phải bỏ công việc lái xe nâng trong xưởng gỗ, từ đó thu nhập của gia đình giảm sút, thêm vào đó lại còn phải có thêm một người ở nhà để luôn chăm sóc chú. 8 năm trời bị căn bệnh thoái hóa khớp gối hành hạ, trong đó có 2 năm bệnh tình trở nặng, đến mức chỉ có thể ngồi một chỗ như bị liệt, đã khiến chú trở nên suy sụp. Gia đình đưa chú đi chạy chữa khắp nơi, phái tứ phương dùng mọi loại thuốc. Ai nói ở đâu có thuốc hay thầy giỏi thì đều đến tìm, châm cứu bấm huyệt, thuốc nam thuốc bắc đều thử qua. Mới đây nhất, cách đây vài tháng, tình trạng bệnh tình chuyển biến xấu, gia đình đành phải đưa chú vào tận Khánh Hòa nằm chạy chữa tại đó hơn 10 ngày. Ấy vậy mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, chú lại đành trở về nhà tiếp tục chịu đựng sự dằn vặt của bệnh tật. Trên TV thì thấy bác sĩ tư vấn người đau
đau khớp như tôi á, thì dùng cái sản phẩm của Bách Niên Kiện, nói là trong đó là có cây móng quỷ và vỏ liễu trắng gì đó, trị rất là hay. Tôi thấy trùng hợp với cái khớp gấu của tôi. Lúc ban đầu á, mình dùng sản phẩm Bách Niên Kiện á, thì mình dùng liều dùng là một ngày hai lần, mỗi một lần là ba viên. Mình dùng một thời gian thì mình thấy cái bệnh của mình nó giảm dần, thì bắt đầu mình mới bớt lại là một ngày bốn viên, mỗi một lần là hai viên. Uống thì được hai hộp, thì sao thấy tự nhiên nó xẹp lại đó, nó xẹp rồi bắt đầu mình đi đỡ hơn, bắt đầu mới đi thử thì lên xuống bậc thềm rất là thoải mái, chứ không phải còn chống tay lên đầu gấu. Thấy mình tự nhiên bận đồ được, dở giò đứng một giò được, bận đồ được, cái bắt đầu mới đặt thêm sản phẩm bệnh viện uống tới cho tới ngày nay đó. Thì ngày nay là vẫn đi làm bình thường. Đến giờ thì chú đã có thể quay trở lại xưởng gỗ làm công việc của mình. Vẻ khỏe mạnh tráng kiện ngày nào cũng đã quay trở lại. Nỗi lo trên gương mặt của mọi người trong gia đình chú biến mất. Thay vào đó là niềm vui, hạnh phúc và sự an yên mỗi ngày. Rõ ràng ai trong trường hợp bị đau nhức xương khớp, là bị các căn bệnh thoái hóa nó hành hạ thì mới hiểu cái cảm giác của chú Nguyên khi đã tìm thấy một giải pháp để cải thiện cái vấn đề đau nhức xương khớp đó, và chú Nguyên đã tin dùng Bách Niên Kiện. Thưa quý vị, không chỉ chú Nguyên đâu mà rất nhiều các cô chú lớn tuổi cũng như đang độ tuổi trung niên bị thoái hóa sớm á, cũng tin dùng Bách Niên Kiện, tại vì đơn giản là nó an toàn, nó lành tính và đã được chứng minh không chỉ tại Việt Nam mà còn bởi các nhà khoa học trên thế giới nữa, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Cho nên việc mà chúng ta có một giải pháp được đang gọi là xu hướng của thời đại, thì hy vọng rằng quý vị khán giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, không có lý do gì chúng ta không đến với một giải pháp an toàn như vậy mà lại mang lại những hiệu quả đã được kiểm chứng rồi. Cho nên ngay bây giờ, để xem là vị khán giả tiếp theo sẽ gọi điện về cho chương trình với những thắc mắc của mình là ai, để kết nối với bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bá Thước đến từ Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Mời bộ phận kỹ thuật kết nối ạ. Dạ alo. Alo. Dạ, chào MC, chào bác sĩ Tước ạ. Dạ mời chia sẻ ngay tình trạng của mình ạ. Dạ, tôi tên Tùng, bác sĩ ơi, 55 tuổi, Hậu Giang đó bác. Dạ. Cái gì là mình, tôi đã bị thoái hóa khớp gối với lại khớp háng đó, cũng 10 năm nay rồi bác. Dạ. Nói chung đi lại vận động lâu là nó bên nào, đau hai lắm bên đó. Luôn hay một bên? À, dạ, nó bị hai bên á. Dạ. Sau đó thấy bác sĩ tư vấn cái bóng quỷ với lại vỏ liễu trắng đó bác. Dạ. Thấy người tính học nên mới mua về xài được 3 tháng. Dạ. Thì thấy nó cải thiện tốt lắm. Ồ, mực quá. Đi lại tốt nè, nhấc chân lên này nọ thì cũng nhẹ nhàng hơn đó bác. Dạ. Dạ. Mà đợt này thời tiết thay đổi sao bây giờ thấy xương khớp nó cũng hay bị đau nhức lại đó bác. Dạ. Nói chung là không bị đau nhức nữa chứ, khỏe lắm. Và tính hỏi bác sĩ là dùng cái Bách Niên Kiện lâu dài á, thì giờ là muốn hỏi bác sĩ là mấy người bạn rủ đi chơi thể thao, đi bơi đó bác. Dạ. Thì mình có nên vận động nhiều nữa trước không bác ha, hay là cũng hạn chế lại đó. Dạ, bác cũng thích chơi thể thao lắm đó bác sĩ. Dạ, dạ. Cảm ơn anh, xin phép hỏi anh một chút. Thứ nhất là dạ, anh cái đau của anh á là cái dạ, xảy ra bao lâu rồi? Cũng gần 10 năm nay rồi bác. Gần 10 năm nay rồi. Dạ vâng. Dạ. Rồi nghĩa là trước đó anh có dùng thuốc tây không? Dạ không. Dạ không. Không dùng thuốc đông y không hay quá. Dạ, với đông y, với lại mình có chơi thể thao đó bác. Dạ chơi vâng. Thứ hai là cái cân nặng ăn chắc là chơi thể thao nhiều cân nặng thì không có tăng lắm đâu ha. Anh được bao nhiêu ký ạ? Dạ dạ không, 55 tuổi thì em khoảng là 57 58 ký hả? Cao mét mấy? Là về chiều cao nó cũng tương ứng hết. Dạ. Dạ vâng, vậy là tốt rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi công việc anh đó có làm nặng hay giờ đó có làm gì ạ? Dạ không, không có làm nặng bác sĩ. Dạ vâng, dạ xin phép tư vấn anh như vậy. Thì anh đang đã dùng những cái giải pháp từ thảo dược mà anh thấy có hiệu quả tốt, tôi nghĩ là anh nên tiếp tục sử dụng. Tại vì nó được cái là cái người ta đã nghiên cứu rồi, cái hiệu quả nó có, nghĩa là giảm đau tốt, ngăn ngừa được tổn thương sụp khớp mà nó lại không có tác dụng phụ, thì tôi nghĩ rằng anh sử dụng rất là tốt để nó hỗ trợ cho bệnh lý, đặc biệt là khớp háng. Tại khớp háng nó là khớp lớn và nó chịu lực rất là nhiều. Thì bây giờ tôi phải hỏi cân nặng của anh á, nếu anh giữ cân nặng tốt thì nó đỡ lắm, nghĩa là khớp gối và khớp háng đều chịu hết, nhưng mà khớp háng với khớp hối đều là hai khớp lớn mà nó chịu hết toàn lực của cơ thể mình á. Thành thử mà anh bị hai bên mà anh chịu được như vậy là anh giỏi lắm, nghĩa là anh nhờ có thể anh chơi thể thao tốt á, cơ thể anh giữ cân bằng, không có bị gọi là quá cân á, thì nó không có bị áp lực lên. Thứ hai là tôi nghĩ là chắc rượu bia rồi, anh cũng không biết là miền Tây như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng không đến nỗi lắm. Thế thật ra một số người bị khớp háng hay khớp, đặc biệt là khớp háng uống rượu nhiều nó sơ mạch, làm cho mạch máu kém nuôi khớp háng thì nó cũng là một yếu tố không tốt. Thì có thể anh bớt những cái chất như chất kích thích, nếu anh có uống thì anh giảm bớt rượu nè,
đó thì nó thể vào thuốc lá, nếu anh có thì anh phải giảm đi để nó bớt tình trạng sơ mỡ mạch, thì nó giúp cho cái tình trạng máu tới những cái vùng như khớp háng đồ đó thì nó sẽ tốt cho anh hơn. Ăn uống thì anh chắc ăn tăng nhiều rau hơn, uống đủ nước một ngày. Nếu anh không anh hoạt động thể thao nhiều thì có thể anh khoảng 2 lít 2 lít rưỡi để anh hỗ trợ cho cái nước trao đổi chất của cơ thể rất là cần thiết. Còn đó là anh có thể anh có muốn đi tập thể dục thêm thì các môn thể dục mà có thể tốt đó là bơi lội là tốt, rất tốt cho khớp. Nên bơi đều mỗi ngày và bơi đúng nha. Bơi đúng kỹ thuật chứ không phải bơi mà mình cứ quề quề có tay như bơi dưới quê thì nhiều khi nó không có lợi. Nên có thể chứ bơi ếch là tốt nhất. Yeah. Bơi ếch là cái bơi phổ thông mà nó rất là đều cơ thể. Tôi nghĩ rằng một ngày có thể bơi từ nửa tiếng tới 45 phút là rất là ok. Còn nếu anh tập thể dục trên không, nếu anh chơi những cái môn thể thao khác thì tôi nghĩ rằng không, với tình trạng khớp của anh không nên những chơi nếu gọi là như là ví dụ như cầu lông này, hay là bóng chuyền này, hay là chơi bóng đá này, là cái môn những môn đó đối với những cái tình trạng tổn thương khớp như vậy không nên. Tại vì nó do mình chơi mình ham với trái bóng á, thì mình sẽ quên mất cái khớp của mình lúc đó và nó sẽ đi sai lệch cái vị trí, đồng thời nó chịu lực quá nhiều. Lúc mình ráng lên á thì cái khớp nó chịu quá nhiều, mà đã khớp mình đã tổn thương rồi, đã 10 năm nay rồi mà anh giữ được như vậy thì tôi nghĩ là anh tránh chơi những cái tình trạng đó. Nếu anh có chịu chơi mà chơi cầu lông hay chơi cái gì đó thì anh đánh qua đánh lại chứ đều thôi. Yeah. Chơi đều thôi, đừng có chơi gọi là hơn thua đấy, nghĩa là đừng chơi đừng vô đừng đánh mà đánh để mà thắng thua thì nó không có lợi. Tại mình khi thắng thua mình phải theo cầu. Và cái tập thể dục mà đơn giản nhất dễ chịu nhất đó là đi bộ, và anh chạy có thể nếu anh ít đau anh thể chạy bộ và chạy đều trên những cái vị trí mặt bằng đều thôi, đừng có chạy mà trên những vị trí gồ ghề quá hoặc lên dốc quá thì nó chạy đều như vậy, và chạy không cần phải dở chân cao, chỉ chúng ta dạy dở chân thấp thì nó cũng giúp cho chúng ta rất là tốt. Tôi nghĩ rằng anh có thể tham khảo những cái môn thể thao đó để anh hỗ trợ cho bệnh lý khớp, và đặc biệt anh có thể tới những phòng quản lý trị liệu để người ta có thể chỉ thêm một vài cái động tác chuyên biệt cho cái vùng khớp háng và khớp gối để giúp cho khớp gối anh nó giữ được cái trục khớp tốt và bớt cái tình trạng đau. Mà như bây giờ anh đã đỡ rồi, anh vẫn giữ tiếp nữa, tại vì sau này khuyên hướng mình lớn tuổi lên thì khớp mình sẽ bị mòn hơn, thoái hóa nhiều hơn và nó sẽ dễ đau hơn. Tôi nghĩ rằng đó là những cái mà anh nên tiếp tục giữ và nên tiếp tục sử dụng những cái giải pháp từ thảo dược như đang dùng để hỗ trợ cho bệnh lý khớp của anh là rất tốt. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ kêu anh, em vâng, là anh cho trẻ. Vâng, dạ, vâng. Anh Tùng. Cảm ơn anh Tùng đã gọi điện về cho chương trình. Rõ ràng là phải cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã tin dùng Bách Niên Kiện và dùng trong 3 tháng như vậy thì anh thấy cái hiệu quả nó là rất tốt, chương trình rất là mừng. Tại vì bản thân chương trình được làm ra khi mà giới thiệu một giải pháp nào đó mà khán giả phản hồi về là có hiệu quả và tốt, mừng dữ lắm. Cho nên cái việc mà anh nói gần đây thời tiết trái gió trở trời bắt đầu hơi ê ê lại đó anh, thì đúng như là liệu trình mà nhà sản xuất đã tư vấn, chúng ta nên dùng từ 3 đến 6 tháng. Rồi sau đó chúng ta ổn rồi, chúng ta có thể thoải mái. Nhưng mà khi trái gió trở trời chúng ta uống liều nhắc lại để chúng ta có thể bảo vệ cái sụn khớp cũng như là các cơ xương khớp của chúng ta tốt hơn. Và anh Tùng cũng đừng quên là đang có chương trình ưu đãi rất rất là hấp dẫn luôn. Đó chính là chỉ dành cho 100 khán giả gọi điện về sớm nhất để nhận ưu đãi này qua tổng đài miễn cước của chương trình. Đó chính là 1800 6802. Khi mà anh đặt mua 3 hộp viên xương khớp Bách Niên Kiện trong chương trình này, mỗi hộp là 80 viên, anh được tặng thêm đó chính là 5 hộp Bách Niên Kiện mỗi hộp 10 viên trị giá 500.000 đồng nữa. Như vậy rõ ràng là đây cũng là một cơ hội để anh tiếp tục duy trì thêm để đủ 6 tháng nha anh Tùng nha. Tại vì khi mình duy trì đủ như vậy á, nó chẳng những giúp cho được đầy đủ hơn các dưỡng chất ở trong các cơ xương khớp của mình, bên cạnh đó nó ngăn ngừa những cái đợt tái đi tái lại rất là hiệu quả. Hy vọng rằng anh tận dụng cơ hội này để bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn. Cảm ơn anh một lần nữa đã tin dùng Bách Niên Kiện và cảm ơn anh đã gọi điện về cho chương trình. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng xem lời vị khán giả tiếp theo là người như thế nào cũng như chia sẻ câu chuyện của mình ra sao cùng với bác sĩ. Mời bộ phận kỹ thuật kết nối ạ. Dạ alo. Alo. Dạ mời chia sẻ ngay tình trạng của mình, bác sĩ đang nghe đây ạ. Dạ dạ dạ. Chào bác sĩ, tôi đau đầu gối. Dạ vâng. Lưng thì không đau nhưng mà đau hai bên cánh tay rồi vai gáy. Dạ. Đứng dạ. lên ngồi xuống cũng khó. Dạ. Cái tay giơ lên cao hay là quay sang trái phải là cứ bị giật giật đau lắm á. Dạ. Tôi thêm bệnh là cao huyết áp. Dạ vâng. Tim mạch cái bao tử. Dạ. Hiện nay thì chưa uống thuốc gì. Tôi mới đặt mua thuốc Bách Niên Kiện về uống được 2 bữa rồi. Yeah. Giờ gọi lên mong bác sĩ tư vấn giúp tôi xem sử dụng Bách Niên Kiện bao lâu thì nó hiệu quả. Yeah. Dạ. Vâng. Với lại tôi bị thêm mấy bệnh kia thì uống Bách Niên Kiện như thế nào để không ảnh hưởng. Cảm ơn bác sĩ. Xin hỏi thêm một chút à. Cái bệnh tim mạch của anh là bệnh gì ạ? Dạ thưa, bệnh tim mạch của tôi là có khó thở hay là nhỏ không ạ? Chắc thiếu máu cơ tim ạ nè. Dạ dạ, cứ mắc cơ tim ạ. Dạ, dạ. Dạ. Tôi nghĩ rằng cái bệnh đó thì thường cái tuổi lớn nó bị. Dạ. Dạ. Dạ vâng, thì xin phép được tư vấn anh vậy. Thứ nhất là cái tình trạng
cái tình trạng khớp của anh á, anh bị khớp gối nên anh bị như anh khai có thể anh bị cái tình trạng là đau của khớp vai. Khớp vai và cục sống cổ anh bị, thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái mà thường hay bị ở khi mình vận động nhiều, vận động sai tư thế thì chúng ta bị. Đầu tiên anh có nếu được thì anh có thể đi khám thêm để đánh giá cái tình trạng khớp vai của mình cũng như khớp gối mình để cho nó tốt hơn, có thể chụp hình để đánh giá ra cái tình trạng bệnh lý của mình như thế nào để có kế hoạch điều trị tốt hơn cũng như có bài tập phù hợp với anh hơn. Còn nếu trong giai đoạn chưa đi sử dụng, chưa đi khám thì anh có thể sử dụng giải pháp từ thảo dược. Để đặc biệt khi sử dụng giải pháp từ thảo dược chúng ta an toàn cả là nó không có tác dụng phụ. Mà những giải pháp như từ cái vỏ liễu trắng và cây móng quỷ nó lại không có cái nó được nghiên cứu của các nhà khoa học đánh giá được cái tình trạng giảm đau. Như ở châu Âu thì người ta đánh giá được 92,7% cái tình trạng giảm đau rất là tốt, đồng thời nó ngăn ngừa được tổn thương xương khớp, giúp cho cái quá trình phục tổng hợp collagen của khớp tiến hành tốt, thì nó cũng làm cho bớt tình trạng hư khớp. Đó cũng là điều rất là tốt cho những người bệnh lý về khớp, đặc biệt là những người bị thoái hóa khớp ở lớn tuổi. Cái thứ hai đó là nó lại không có tác dụng phụ trên dạ dày, chúng ta có thể sử dụng lâu mà chúng ta không yên tâm là chúng ta không bị ảnh hưởng nào trên những cái cơ thể chúng ta. Những giải pháp này đã được nghiên cứu, đồng thời khi ở các nhà khoa học Việt Nam cũng đem về đánh giá lâm sàng ở Bệnh viện Đa khoa Học Cổ truyền Hà Nội. Người ta khi điều trị hỗ trợ những bệnh lý khớp thì người ta thấy rằng cái giảm đau được 93,3%, cái hiệu quả giảm đau cũng rất tương đối tốt. Nghĩa là tôi nghĩ rằng đây là một cái giải pháp mà chúng ta anh có thể tham khảo để anh hỗ trợ thêm cho bệnh lý khớp của anh. Mà đặc biệt là khi chúng ta phối hợp với những tân dược thì chúng ta hoàn toàn yên tâm là nó không có gây gọi là tác dụng, gọi là nó đấu đá với nhau, nó từ từ cho dễ hiểu, nghĩa là nó tương tác với nhau nó không tốt á, thì chúng ta tránh cái nó không, hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng được để cho hỗ trợ cho bệnh lý như từ bệnh lý tim mạch hay bệnh lý huyết áp của anh đều có thể sử dụng được hết. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái giải pháp mà anh có thể tham khảo. Đồng thời anh cũng nên, nếu anh bị thoái khớp khớp gối thì anh giữ cân nặng để đừng có lên cân, đồng thời cân nặng cho phù hợp để đừng lên cân. Thí dụ anh cao 1m7 thì anh khoảng 70kg thôi thì nó phù hợp với anh, hoặc là anh ăn uống thì anh tránh những cái chất như những cái chất cay nóng nhiều quá, hoặc là uống rượu bia thì giảm bớt, thuốc lá thì chúng ta nên bỏ. Thì đó là những cái mà chúng ta có thể hỗ trợ cho bệnh lý khớp của mình và tránh được tình trạng khó chịu. Đặc biệt khi chúng ta đau khớp thì chúng ta nên có những cái vận động xoa bóp khớp một cách hợp lý, hoặc là chúng ta nếu chúng ta không rành thì chúng ta có thể đến phòng vật lý trị liệu để người ta hỗ trợ cho mình, để người ta chỉ những cái động tác nó phù hợp hơn và tránh bớt những cái tình trạng sai tư thế làm cho khớp chúng ta bị nặng hơn. Tôi nghĩ một vài cái trao đổi với anh để anh có thể hiểu hơn bệnh lý của mình, giúp cho anh có thể yên tâm hơn để anh có thể sử dụng những giải pháp từ thảo dược. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thưa anh, rõ ràng là cái việc mà chúng ta nói đến hỗ trợ điều trị bằng thảo dược nó có quá nhiều lợi thế. Lợi thế đầu tiên anh thấy là nó an toàn, nó lành tính, nó được chứng minh hết rồi, các nhà khoa học đã được khuyên dùng rồi. Và bên cạnh đó đó thì quan trọng một điều là khi chúng ta có những cái bệnh nền khác, chúng ta hoàn toàn có thể phối hợp và dùng chung được. Và Hiếu nhớ là các bác sĩ đã từng tư vấn trong chương trình là chúng ta nên uống cách ra các thuốc điều trị là khoảng từ 1.5 tiếng đến 2 tiếng, phải không ạ? Như vậy nó sẽ vừa an toàn, nó vừa có tác dụng tốt, mà bên cạnh đó nó giúp mình điều trị tổng thể nhiều căn bệnh hơn nữa, chứ không chỉ riêng vì đau nhức xương khớp đâu. Cho nên anh hoàn toàn yên tâm là sử dụng. Việc mà anh cần làm lúc này đó chính là anh uống được 2 ngày rồi, Bách Niên Kiện, phải không ạ? Thì anh hãy kiên trì đi, tại vì từ 7 đến 10 ngày đầu sử dụng liên tục thôi đã thấy hiệu quả rồi, thưa anh. Bách Niên Kiện đã được chứng minh như vậy, trong vòng từ 7 đến 10 ngày đầu thôi đã thấy hiệu quả, bắt đầu giảm đau dần rồi. Và khi dùng kiên trì từ 3 đến 6 tháng á, thì ở đây cái việc dùng 3 đến 6 tháng không phải là nhà sản xuất muốn bán thật là nhiều hay là muốn quý vị dùng thật là nhiều, mà đơn giản trong vòng 3 đến 6 tháng đã có những nghiên cứu chứng minh khi dùng đều đặn như vậy sẽ giúp cho sụn khớp hay là các cơ quan về khớp chúng ta sẽ được bồi bổ và tốt hơn, khỏe hơn, hạn chế tình trạng tái đi tái lại khi mà trái gió trở trời do ảnh hưởng thời tiết hay là do những cái biến đổi khác trong cơ thể của chúng ta. Cho nên hy vọng rằng anh kiên trì sử dụng nha, và cảm ơn anh đã tin dùng Bách Niên Kiện. Rất mong là Bách Niên Kiện sẽ giúp cho anh thoát khỏi những cơn đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp, viêm khớp khó chịu, và chúc anh nhiều sức khỏe ạ. Và thưa quý vị thân mến, giải pháp thảo dược trong điều trị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp đang rất được ưa chuộng hiện nay. Trong đó nổi bật là thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Bách Niên Kiện, thưa quý vị. Sản phẩm chứa chiết xuất từ cây bóng quỷ và vỏ liễu trắng thích hợp để hỗ trợ cho những người bị viêm khớp, thoái hóa cột sống xương, đau nhức xương khớp. Phương Hiếu cũng xin được nhắc lại thông báo đến quý vị khán giả cũng như là vị khán giả vừa rồi về chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn, giá trị quà tặng lên đến 500.000 đồng mà chỉ dành cho 100 khách hàng đầu tiên gọi điện tới số tổng đài miễn cước 1800 6802 để trực tiếp đặt mua sản phẩm viên xương khớp Bách Niên Kiện mà thôi. Theo đó, khi mua 3 hũ Bách Niên Kiện 80 viên mỗi hũ ngay trong chương trình này, quý vị sẽ được
tặng thêm ngay 5 hộp bách niên kiện mỗi hộp 10 viên. Tổng giá trị quà tặng lên đến 500.000 đồng thưa quý vị. Hiện nay, theo thông tin Hiếu nhận được là đã có 85 khách hàng nhận được ưu đãi rồi. Vậy là chỉ còn có 15 suất quà nữa thôi thưa quý vị. Cho nên quý vị hãy nhanh tay nhấc máy liên hệ tổng đài 1800 6802 để trở thành 15 khán giả cuối cùng nhận được ưu đãi đặc biệt ngày hôm nay quý vị nha. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước không hề mất phí, 1800 6802, quý vị đừng quên nha. Còn bây giờ chúng ta hãy nhanh chóng kết nối với vị khán giả tiếp theo. Mời bộ phận kỹ thuật ạ. Dạ alo. Đòi rớt rồi. Dạ alo ạ. Vâng, rõ ràng là chắc là khán giả tưởng là chuyển máy từ nhân viên tư vấn qua đây cho nên khán giả cúp máy đây. Thôi mình đợi không sao cả. Thưa bác sĩ, có một cái vấn đề này tôi cũng muốn chia sẻ luôn. Đó chính là cái việc mà bị đau nhức xương khớp không phải là cứ làm nặng mới bị. Là một câu chuyện thực tế, một người em của Phương Hiếu, nhà bán tiệm vàng bác sĩ. Đứng cúi người xuống như vậy nè, vừa rồi là lên để khám là bị thoái hóa đốt sống cổ thưa bác sĩ và chèn ép dây thần kinh. Đúng rồi. Cho nên mình nhận ra là cái việc mà bị thoái hóa xương khớp thưa quý vị không chỉ đơn giản là do mình làm nặng đâu mà còn đến từ rất nhiều vấn đề mà trong đó đặc biệt là do chúng ta sai tư thế. Vậy thì để xem vị khán giả tiếp theo gọi điện về chương trình sẽ có những vấn đề cụ thể như thế nào. Mời bộ phận kỹ thuật kết nối ạ. Dạ alo. Alo. Dạ, dạ mời chia sẻ ngay ạ. Bác sĩ đang nghe đây ạ. À, chào bác sĩ, chị tên là Ngọc, năm nay là 50 tuổi á, chị muốn hỏi một số cái vấn đề mà. Dạ, dạ xin mời ạ. À, tại chị là bác sĩ, chị là họa sĩ, hồi đầu năm á, thì thấy các ngón tay yếu đi hay bị đau nhức, cử động ngón tay hay là co duỗi nó rất là khó. Dạ. Tức là sáng ngủ dậy á, thì cả hai bàn tay đều đau, mà hôm nào đau quá thì không có vẽ được, ngón tay cứng ngắc à. Dạ. Nhiều lúc thậm chí cầm mấy cây cọ thì nó cũng rất là khó. Yeah. Ví dụ như mình co ra co vô thì nó rất là khó. Nó, yeah, nó không có còn linh hoạt giống, yeah, như là ngày xưa nữa. Thì, yeah, vô viện khám bác sĩ bảo là viêm khớp dạng thấp. Yeah. Đó, thì từ đó vẫn uống thuốc đến giờ luôn nhưng nó không có đỡ mấy. Yeah. Với lại thêm mấy hôm nay nữa cái cử động mà ở chua sập lên tận cổ bao tử nó lại rất là khó chịu. Dạ. Yeah. Sợ là do uống thuốc tây nhiều quá hơi hay là nó bị ảnh hưởng tới bao tử. Dạ. Cho nên là muốn hỏi cái bách niên kiện này là từ thảo dược. Dạ. Là an toàn thì chuyển qua dùng bách niên kiện thì có phù hợp với lại cái bệnh của chị không ạ? Dạ. Dạ. Mời bác sĩ mình chào chị. Cảm ơn em. Dạ dạ. Dạ vâng. Chắc không kịp hỏi thêm ạ. Dạ. Vâng, như vậy cũng tư vấn cho chị như vậy. Cái tình trạng khớp của chị á là gọi là viêm khớp dạng thấp á, là cái tình trạng khớp từ đó nhiều á. Nghĩa là thứ nhất là chị phải giữ những cái trục khớp cho nó thẳng. Thứ nhất là đặc biệt là nghề họa sĩ của chị. Thì chị sẽ chịu cái lực vô ngón tay rất là nhiều. Mà viêm khớp dạng thấp là những cái bệnh lý mà đa số nó tổn thương những khớp. Thường là những khớp ngoại biên, khớp xa. Nhiều như khớp bàn ngón, khớp ngón và khớp bàn cổ tay. Hoặc khớp gối cũng một số trường khớp lớn cũng có. Mà đa số khớp nhỏ, đặc biệt là những khớp ngón là bị rất là dữ. Tại cái bàn tay mình sử dụng rất là nhiều. Mà đặc biệt những cái nghề chuyên biệt như chị nữa thì tôi nghĩ rằng đó là cái tổn thương rất là dữ. Thành thử nên đầu tiên là chị cố gắng chị xoa cái bàn tay chị như vậy, xoa bàn tay với nhau và lập được này xoa mỗi ngày 2 lần, 1 lần 5 phút để giúp cho cái trục khớp chúng ta không bị lệch. Điều đó là điều quan trọng. Tại không cái nguyên tắc viêm khớp dạng thấp là do cái bệnh cơ thể mình nó tạo ra và nó từ từ nó làm hư mòn đi những cái sụn khớp làm cho khớp nó khuyết vẹt đi, làm cho từ từ những cái ngón tay chúng ta nó nghiêng qua một bên hoặc nó vẹo một bên, ta gọi là ngón tay bàn tay gió thổi á, nghĩa là bàn tay tự nhiên nó nghiêng qua một bên giống như là gió nó thổi ạt qua một bên vậy đó, nó không còn thẳng như thường. Và khi như vậy thì chúng ta cầm nắm rất là khó, giống như chị đang bị đó. Thì chúng ta cầm cọ, cầm đũa, cầm muỗng hay tất cả những cái gì mà thuộc là chi tiết một chút rất là khó khăn do cái khớp nó bị lệch trục. Thì tôi nghĩ rằng đó chúng ta nên cẩn thận hơn. Còn nếu chị nên đi khám và chúng ta nên có liệu trình điều trị tại cái bệnh lý này nó tương đối gọi là nhiều cái vấn đề về hệ miễn dịch, về những cái phản ứng viêm vân rất là nhiều. Chúng ta nên kết hợp giữa kết hợp của thuốc tây và thuốc y học hiện đại thì cổ truyền thì tôi nghĩ là tốt hơn. Chị có thể sử dụng cái giải pháp từ thảo dược, từ cái vỏ liễu trắng và cái móng quỷ, nó giúp cho hỗ trợ cho bệnh lý của chị cũng rất là tốt. Nó giảm đau mà nó lại ví dụ chị dùng những thuốc giảm đau thì chị nên chọn giải pháp từ cái này. Nếu chị dùng những cái thuốc để hỗ trợ cho miễn dịch thì chúng ta có thể kết hợp bên cái thuốc bên y học hiện đại, kết hợp như vậy thì nó vừa giảm đau mà nó không ảnh hưởng tới dạ dày của chị. Tại nếu chị dùng thuốc tây để giảm đau thì chắc chắn dạ dày chị rất là mệt.
Còn nếu dùng cái này thì nó không ảnh hưởng dạ dày mà nó lại có tác dụng giảm đau tốt và được chứng minh nữa. Đồng thời cái này nó lại hỗ trợ cho sụn khớp tốt. Thì những bệnh lý về khớp đa số nó sẽ tổn thương sụn khớp. Thì nếu chị dùng tốt thì chị sẽ kết hợp tốt thì chị sẽ đỡ được cái bệnh trình cản khớp nặng hơn. Và tôi nghĩ rằng chị nên đầu tiên là phải giữ cái trục khớp cho tốt, là chị phải xoa khớp cho liên tục. Và nói vậy chứ nghề liệt sĩ, nghề quạt sĩ thì trong giai đoạn đau như vậy thì chị nên hạn chế bớt. Tại khi chị làm bị vẽ kỹ quá thì mình tập trung nhiều quá thì cái trục khớp mình sẽ dễ bị lệch lắm. Và nó khi lệch rồi mai mốt mình cũng muốn cầm, không cầm cọ nó cũng vẫn cứ đau chứ đừng nói khi cầm cọ. Nên tôi nghĩ chị nên có kế hoạch, nhớ là kế hoạch giữ cho cái khớp của mình và nghỉ ngơi cho hợp lý. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ. Thưa chị, khi mà chị gọi điện về chương trình Tự Nhiên Hiếu giống như là gặp người đồng cảm vậy, chúng ta gọi là bệnh nghề nghiệp. Dạ, ví dụ như họa sĩ khi mà cầm cọ hoài ở một tư thế thì rõ ràng đó cũng là một cách sai tư thế khi chúng ta vận dụng chỉ một tay mà chúng ta vẽ hoài. Cũng giống như Phương Hiếu làm MC đang ngồi nãy giờ cũng thẳng lưng lắm quý vị. Lúc nào cũng ráng gồng cho thẳng lưng chứ bình thường ngồi vậy quý vị. Nhưng mà khi lên hình thì ngồi bay. Đó thì thật ra mà nói cũng đau cái lưng mấy ngày nay, chắc là ở đây đang trực tiếp là không có gọi điện được qua tổng đài, cho nên hy vọng rằng là nhãn hàng Bách Niên Kiện có đang theo dõi chương trình để tư vấn á, thì cho Hiếu đặt một liệu trình 3 tháng luôn nha. Để mình sử dụng là tại vì phải can thiệp sớm, chứ nếu không thì mình để trễ quá nó không tốt. Cho nên vấn đề của chị á, thì đúng là rõ ràng chúng ta khi mà đã sai tư thế rồi thì chúng ta cứ an tâm đi, là giải pháp hỗ trợ điều trị bằng thảo dược nó rất phù hợp, đặc biệt với những người bị đau bao tử. Là tại vì sao? Chúng ta đã bị tác dụng của thuốc tây rồi thì chúng ta không thể nào cứ dùng thuốc tây hoài được như vậy, tại vì các bao tử không thể nào chịu nổi. Cho nên thưa chị, an toàn lành tính là một trong những ưu điểm hàng đầu của thảo dược, mà còn lại là thảo dược hiện đại nữa, và còn có chương trình ưu đãi trong mỗi khung giờ phát sóng trực tiếp như vậy nữa. Cho nên việc của chị chỉ là nhấc điện thoại lên gọi điện đến tổng đài, không có tốn tiền luôn, đó chính là 1-800-6802 để có thể sẵn sàng đặt hàng. Ngày hôm nay có chương trình ưu đãi rất hấp dẫn nha. Và bây giờ có một tín hiệu là mặc dù thời gian không còn nhiều nhưng có một vị khán giả nữa đang gọi về, cho nên chúng tôi sẽ kết nối vị khán giả luôn. Mời bộ phận kỹ thuật ạ. Dạ alo. Dạ alo alo. Dạ xin mời chia sẻ ngay tình trạng của mình ạ. Dạ xin chào bác sĩ. Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi năm nay 67 tuổi ở Tây Ninh nè. Dạ. Tôi bị đau thắt khớp á. Dạ. Khoảng tầm 3 năm nay rồi. Bị đau cái đầu gối và cái chân trái nó đi nó cũng mấy, mà nó đi nó đau lắm, nó tê tới lòng bàn chân nữa. Dạ. Mà ngồi nó cũng đau, mà đứng nó cũng đau, đi cái mà cũng ho bóp thuốc vừa đắp lá cây á. Dạ. Đi khám đâu chưa chú? Dạ tôi đi khám mà bác sĩ nói đau cái gì dây thắt lưng L4 L5 gì á. Dạ. Rồi chú có điều trị gì không? Uống thuốc vô. Dạ. Mà thấy nó cũng đỡ đỡ mà sao nó cũng bị nữa. Rồi tôi đi tập thể dục, khi nghe mấy ông bạn già ông nói đâu dùng thử cái Bách Niên Kiện gì đó. Dạ. Mà tôi không biết ở trên Tây Ninh mà tôi cũng không biết cái loại này, mà sao không biết nhờ bác sĩ tư vấn giùm tôi được không? Dạ, dạ vâng, như vậy. Tình trạng của chú thì chú khả năng chú bị ảnh hưởng của cái đó đúng là 4L5 gì đó, cái khả năng người ta gọi đó là do cái tình trạng của có thể thoát vị hoặc thoái hóa vùng đó rồi, nó đau chú nó lan xuống chân rất là khó chịu. Thì tôi nghĩ rằng chú có thể đã sử dụng những cái giải pháp từ, thì nếu muốn chú dùng giải pháp từ y học cổ truyền á, thì cái giải pháp từ cái cây móng quỷ và vỏ liễu trắng á là cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng nó rất là tốt, để nó giúp cho nó đã giảm đau mà nó lại ở tuổi chú thì nó tránh được những cái tác dụng phụ không cần thiết như dạ dày, nó tác động như dạ dày. Nếu chúng ta dùng tây y, thuốc tây y, tây tân dược thì chúng sẽ bị cái tình trạng là nó tác dụng phụ lên dạ dày, nó cũng tác dụng giảm đau. Thành thử nên mình bên y học cổ truyền thì cái vỏ liễu trắng và cái móng quỷ thì đã được nghiên cứu ở châu Âu là giảm đau tới 92.7% và đã được đem về y học bệnh viện học đa khoa y học cổ truyền Hà Nội á, người ta cũng đánh giá trên lâm sàng cũng giảm được 93.3%. Tôi nghĩ rằng đây là một cái giải pháp mà chúng ta có thể yên tâm sử dụng. Mà chú đặc biệt chú sử dụng với những bệnh lý của khớp của chú thì chú có thể dùng khoảng từ 3-6 tháng thì nó hỗ trợ cho bệnh lý của chú rất tốt, để nó giảm bớt cái tình trạng đau, đồng thời nó lại không có tình trạng tổn thương sụn khớp, giúp cho nó ngăn ngừa được tổn thương. Thì đó là cái mà tôi nghĩ rằng chú có thể sử dụng thêm để hỗ trợ cho bệnh lý của mình, để ngăn ngừa bệnh lý khớp để nó đừng có tăng lên và nó giảm đau cho cái tình trạng bệnh lý của chú. Dạ vâng. Dạ cảm ơn bác sĩ. Với trường hợp của chú thì dĩ nhiên rồi, hãy tận dụng ngay ưu đãi ngày hôm nay của Bách Niên Kiện chú nha. Đó chính là mua 3 hộp Bách Niên Kiện 80 viên mỗi hộp sẽ được tặng thêm ngay, đó chính là 5 hộp Bách Niên Kiện 10 viên mỗi hộp trị giá 500.000 đồng. Chú nghĩ rằng là chú hãy nhanh tay đi, tại vì gần hết giờ rồi, cho nên hãy sở hữu ngay để về chăm sóc sức khỏe của mình. Tin chắc rằng sẽ giúp cho chú, sẽ mang lại hiệu quả tổng quát để bảo vệ sức khỏe. Cảm ơn chú đã gọi điện về chương trình chú nha.
Thưa quý vị khán giả, dù còn rất nhiều câu hỏi của khán giả gửi về chương trình nhưng mà thời lượng của chương trình thì cũng đã gần khép lại rồi. Phương Hướng hy vọng là sau tư vấn nhiệt tình và chi tiết từ bác sĩ chuyên khoa Hai Lý Bá Tước đến từ Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, khán giả đã hiểu hơn về căn bệnh mà mình đang mắc phải. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-6802 để được tư vấn thêm về bệnh và cách điều trị bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp cũng như tham gia chương trình khuyến mãi quý vị nha. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Bách Niên Kiện đã tham gia đồng hành cùng chương trình. Viên xương khớp Bách Niên Kiện là sản phẩm tiên phong kết hợp chiết xuất bộ đôi cây móng quỷ và vỏ liễu trắng, giúp đến 93,3% người dùng giảm nhanh viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, tăng khả năng vận động ở người bị viêm khớp, thoái hóa cột sống, sưng đau nhức xương khớp. Và Phương Hiếu cũng xin được nhắc lại thông báo đến quý vị khán giả về chương trình ưu đãi hấp dẫn với giá trị quà tặng lên đến 500.000 đồng dành cho chỉ 100 khán giả đầu tiên gọi điện tới số tổng đài miễn cước 1-800-6802 để trực tiếp đặt mua sản phẩm viên xương khớp Bách Niên Kiện trong thời gian phát sóng của chương trình. Theo đó, khi mua 3 hũ Bách Niên Kiện 80 viên mỗi hũ, quý vị sẽ được tặng thêm ngay 5 hộp Bách Niên Kiện 10 viên mỗi hộp với tổng giá trị quà tặng lên đến 500.000 đồng thưa quý vị. Bộ phận kỹ thuật vừa thông báo thì hiện đến thời điểm này đã có 89 khán giả may mắn rồi và chỉ còn 11 khán giả may mắn được tham gia chương trình này nữa thôi. Vậy nên quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến 1-800-6802 đặt mua Bách Niên Kiện để nhận được ưu đãi nha. Và một lần nữa, chương trình vẫn không quên cảm ơn bác sĩ chuyên khoa Hai Lý Bá Tước đến từ Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng với chương trình chiều nay ạ. Vâng, cảm ơn MC Phương Hiếu, cảm ơn quý vị khán giả. Dạ, chúc bác sĩ nhiều sức khỏe và tuần sau chúng ta lại gặp nhau. Dạ vâng. Dạ vâng. Thưa quý vị cũng đừng quên chương trình tư vấn sức khỏe bạn hỏi thầy thuốc trả lời sẽ được lên sóng truyền hình trực tiếp vào khung giờ 14 giờ 45 đến 16 giờ ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây, mình chúc quý vị và các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào tuần sau quý vị nha. Xin chào.